Còn mấy nó gắp sao sao quá. Cũng thấy bụng nha chị. Tại mình dịch dịch chứ. Chị nghe ai? Hát ngồi em có tát chị luôn. Chị chưa thấy em báo em máy nha. Không thấy ai hết trơn. Ôi trời, cái này lên thành rồi mình đó. Lên chưa? Có ai xả đơn không? Gục mấy cái đơn xả vô mình hoài luôn. Bán theo. Trời, sao máy gì chưa thấy. Thấy Linh Trúc nè. Thấy Linh Trúc. Chào mấy khách nha. Chào mọi người, mọi người. Có ai đang xem không? Ai đang xem chia sẻ bài trong hôm nay tặng gì đâu. Hôm nay chia sẻ nhiều nhất tặng tiếp cái ví nha. Đây bác. Dạ. Chào bạn Tiên Nuôn nha. Đầm của chị. Đầm của chị một tí nữa sẽ bán nha. Đồng giá 55k đạt 100 view là 85k. Hôm nay bán xét thôi nha mấy chị. Thích cái nào mấy tâm tự. Mọi người, ai đang xem cho xin chấm chấm nha mấy chị ơi. Chắc cô chị nó có. Đầm chị mặc, chào Đoàn Thúy. Đầm em mặc 95k đồng đạt 100 view sẽ bán với giá 85k nha. Hôm nay bán xét thôi, mọi người chia sẻ lên view đi, bắt đầu bán nha. Một tí nữa mới bắt đầu bán nha. Chào Vô Phương. Đơn của Vô Phương có, hôm nay mua xét đi nha. Em mua xét đang cho đi hàng luôn nha. Giờ đầu lai em bán mấy cái áo 55k. 55k cho mấy chị nè. Đầu lai bán mấy cái thôi nha. Có mấy bộ gì mấy cái lẻ nè, em bán luôn 55k nha. Chia sẻ đi, chia sẻ cho lên view nhanh đi, em bán cho nó nhanh luôn. Chào Lạc Huy nha. Đầu lai bán mấy cái 55k. Cái này nó bị lỗi rồi, bị dính màu à. Để kiếm người tặng. Thanh trùng màu đen hay sao? Chị? Nó chung màu đen hay sao? Nó chung màu đen hay sao? Nó dính màu. Ồ, nó bị dính màu. Đầu lai em bán mấy cái này 55. Bộ đồ bộ nè, 55k nè. 55k bộ đồ bộ luôn nha. Lấy thì comment giùm em bộ vịt nha. Còn có hai bộ thôi. Bộ vịt 55k. Mấy bộ này 60kg bận được hết nha mấy chị. Mi luồn. Rồi nha, chia sẻ bài đi mấy chế, bắt đầu chia sẻ bài đi nha. Chết rồi, Ngọc quên lấy cục sạc bên phòng bên kia chị. Bộ dịch 55k nha. Theo chi ăn cho mấy chị 55k bộ dịch này luôn nha. Đấy nè, chút cái cục sạc em ghi bên cái phòng bên kia, chỗ điện á, nãy qua mà quên lấy mất đi. Để khi mẹ em lấy cho, để khi mẹ em lấy. Mẹ lấy em con cục sạc nè. À, bộ dịch, cái này là bộ thỏ đi, bộ thỏ màu xám 55k luôn nha. 55k. Mấy bộ này 60kg trở xuống bận đẹp nha mấy chị. 58, 55kg gì em 4 mấy kg bận cũng được hết nha. Cái mà em bộ. Dạ. Cái mà em bộ. Chứ tôi bán cái nào cái mà em bộ. Sao bị đứng comment rồi. Bị đứng comment rồi. Mấy chế nào mà mua ở dưới không? Mấy chị nào mua cái gì kèm theo số điện thoại liền cho em nha. Kèm số điện thoại liền một dòng đi. Cái đầm em mặc có 95k thôi. 95k đầm xè. Đầm xè 2-3 lớp gì đó ha. Rồi đây cái áo 55k. Áo này áo len form 52kg trở xuống nha. Đầm canh mặt phía sau như chị Tiên Quyển hả? Đầm canh mặt phía sau là đầm xè công chúa đó em ơi. 130k. Mua hôm nay luôn như chị sale còn 120 nha. Tại vì nó còn khoảng 20 cái thôi. Rồi áo này áo len nha. Ai lấy thì comment giùm em là len 55k luôn nha. Vô Phương len 55k nè. Cái len này 52kg trở xuống nha mấy chị. Ai chưa kết bạn
bạn theo dõi cái nút của em mà comment nó bị ẩn á thì kết bạn theo dõi liền đi, đừng cho nó bị ẩn nha. Thì vô phương cháu lên 55.000. Cái đó của vô phương. Rồi đây là cái áo len hồng nha, comment rõ giùm em là len hồng 55k nha. Hồng 55k. Hồng 55k, áo này áo len. Form. Trời áo len Montgomery giải đẹp lắm nha mấy chị. Hồng nha. Không. Đầm màu cam. À đầm màu cam này 119k nha em. Đầm này là đầm phong phong nha. 119. Đây. Chưa vô chứ. Chắc nó bị lỏng á chị, ghim ổ điện trên đi chị. Đầm cam này 119 nha em. Rồi ai lấy cái len hồng, len hồng là cổ, cổ với cổ lọn, comment giùm em hồng 55 nha. Bán về cái 55 thôi, còn lát em lên set đợi cho nhiều người. Chào Ngọc Bích Trần nha. Thấy chưa, thấy chưa. Chào chị Lụa. Rồi nha, áo hồng 55k, cái đó của Vô Phương, chị Vô Phương có đơn rồi. Rồi cái áo nhũ nha, ai lấy thì comment giùm em là nhũ nha, nó là sọc 55k. Này 55 hả? Dạ đúng rồi, sọc 55k nha. Đợi chút xíu nha Vi Nguyễn. Len hồng cho. Rồi ok, cái này là nhũ nha, nhũ hay sọc 55k cũng được nha. Cái này là len nha mấy chị, chứ không phải thun luôn nha. Chắc len, chắc len. Chắc len là nó đẹp hơn thun nhiều nha. Đầm em mặc bán chút xíu em bán như Thịnh Vượng 95k thôi. Đầm em mặc 95k thôi. Chải von rất là đẹp. Ê Linh Nguyễn mấy bộ thỏ 55k kìa, em thấy không? Linh Nguyễn ơi cho số điện thoại đi. Giờ mới thấy comment á, tại vì khách mới á, chưa thích bạn nên chưa thấy comment đó ha. Cái này tiếp tục một cái len nữa nè, ai lấy thì nó có nhũ thì ai lấy thì comment giùm em vàng 55k luôn nha. Bán 55k là bán lỗ rồi. Bộ thỏ 55 nè. Thỏ 55 rồi, thấy rồi Linh Nguyễn ơi cho số điện thoại đi Linh Nguyễn ơi. Rồi thấy số điện thoại Linh Nguyễn nè. Mua giùm hai nha. Mua giùm đơn trên 100k nha mấy chị. Rồi tiếp tục cái áo trắng nè. Ai lấy thì comment giùm em là cổ vơi đi, cổ trắng đi len nha. Thấy vậy đó chứ khoảng 54kg trở xuống là bạn đẹp nha. Đầm em mặc bao nhiêu ký vừa hả? Đầm em mặc ở khoảng trời bao nhiêu ký cũng vừa trơn trơn. Chắc 55-56 có bầu bạn cũng được luôn. Tại vì cái eo của nó nằm ở trên đây nè. Thành ra em nghĩ là có khoảng 50-mấy ký bạn vừa hết nha. Đoàn Thúy, đầm của chị chưa bán đâu, tí đông đông lượt view mới bán nha Đoàn Thúy ơi. Rồi ai lấy cái len cổ trắng comment giùm em len cổ trắng nha, 55k luôn. Chút xíu chị bán đầm nha. Chút xíu. Chào chào chị Thảo Biên nè. Đầm đỏ bầu vừa không em? Nguyễn Nguyễn, đầm đỏ này hả chị? Đầm đỏ này là bầu không có vừa nha. Mấy cái đầm này thì bầu 3-4 tháng vừa nè. 119.000. Mấy chị chia sẻ cho lên 50 view, 100 view em mới bắt đầu bán xét được. Ít quá bán xét không được. Rồi cái áo len hồng 55k nha. Áo len hồng 55k nè. Ai đấy thì comment giùm em là hồng dây đi, ngoài sau lưng nó có đăng dây chéo nè. Rồi mị mờ nè. Ngoài sau lưng có đăng dây chéo nha. Hồng dây 55k, cái này form to nha. Cái này cái hồng dây đồng cam vừa nha Vi Nguyễn ơi. Bầu nhỏ nhỏ bằng vừa nha em. Bầu cỡ 4 tháng, 3-4 tháng gì cũng gọn gọn bằng vừa hết nha Vi Nguyễn. 119k cái vàng đồng ngoài sau lưng á. Chào Bích Huyền nha. Không biết Bích Huyền là ai. Rồi cái đầm hoa, cái áo len nha, ai lấy áo len hoa hồng comment giùm em là đen hoa đi, đen hoa hồng nha, 55k luôn. Váy đen hồng phía sau hả Hồng Thắm? Ờ váy đó váy công chúa đó em, váy đó làm hôm nay mua là 120 nha. Hôm nay mua là 120, hôm bữa bán 130, còn sót lại có khoảng 20 cái luôn. Rồi nha. Bắt đầu chia sẻ lên đi nha. Quay sao cái áo kem chị xem lại với. Cáo hồng á chị ơi, không phải áo kem đâu, ngoài sau lưng của nó là ngoài sau lưng của nó có đan dây như thế này nè, đan dây nè. Nó là dạng mặc áo, áo lạnh á. Chứ không phải là áo ấy đâu nha, chứ không phải là áo áo khoác ở ngoài á, bạn khoác nhẹ. Chào chị Kim Hoa. Rồi rồi, lên view là em bán xếp nha mấy chị. Còn một bộ dịch 55k, ai lấy thì comment giùm em bộ dịch nha. Đầm cam Vi Nguyễn rồi ok chị dơ, em dơ lên cái đầm cam nha mấy chứ. Đầm cam mà đầm này đúng không em? Đó. Dạng này là giải chị bao đẹp cho em luôn. Đây có túi, túi nè, túi túi giả luôn, túi để chơi. Ở phía dưới nè. Đẹp lắm luôn nha. Chào chị Phong Lương nha. Rồi cảm ơn mọi người chia sẻ nha, chia sẻ nhiều lên đi đặng đồng đạt số lượng view đi. Em bán đồng giá luôn, 85.000 mấy cái đầm em mặc nè.
Đây là cái đầm màu cam nha. Cái đầm hồng này cũng bầu bí, cũng chen bông chen được. Nó là một form nhưng mà nó khác kiểu thôi ha. Tôm tuông 43kg 1m52 không chạy. Bích Huyền có nha, 43kg 1m52 nha. Gì? Công chúa hả? 43kg 1m52 được mà, nhỏ con. Ủa cái đầm này 43kg 1m52 chắc rộng hơn Ngọc Thanh, rộng hơn rộng, không? Rộng, rộng hơn không? Rộng nhiều hả? Ừ. Em thấy 43kg cũng cỡ em. Dạ đầm em mặc tí bán, đạt lượt view tí em bán nha. Vi Nguyễn lấy đầm cam hả? Vi Nguyễn cho lại số điện thoại với địa chỉ đi Vi Nguyễn ơi. 119k nha. Cái đầm này giải đẹp lắm. Đẹp lắm mấy chị. Để chị cái áo hồng dây. Dạ chị Thảo Biên cái áo hồng dây. Áo hồng dây là mặc phát ở ngoài nha chị. Áo hồng dây 55k này Ngọc ơi. Cũng ghi cho. Cái này của chị Thảo Biên. Em thấy đen hồng là váy nào ta? Cái đen hồng là váy này đúng không? Nó là váy công chúa. Canh mặt rồi giờ gỡ ra không được đâu. Canh mặt rồi em gỡ ra không được đâu. Đầm hồng. Đây là cái đầm hồng nè mấy chế ơi. Đó, đầm hồng này bầu ý con trang được. Nó là phong su nha, phong su nha. Chào Phan Duy nha, 119k mấy cái đầm này hết. Cái đầm này dạng công sở đẹp lắm mấy chị ơi. Đây đầm hồng này thì gọn hơn. Đầm hồng này thì đầu bí con trang được. Tại nó có eo nha. Cái đầm này có khoảng 54-55kg trở xuống thôi ha. Dạ đầm Như Nguyệt hả? Không vừa nha chị Thảo Hồ ơi. Không vừa. Đầm cầm bao nhiêu vậy chị? Đầm cầm là 119k nha. 119k thôi đó là đầm giải đẹp lắm. Bây giờ bắt đầu lên view chưa? Vi Nguyễn cho xin số điện thoại nha. Đầm kia nào ta? Nãy Vi Nguyễn lấy cái đầm cam rồi mà đúng không? Đầm hồng này hả? Cái đầm hồng này không? Hả thêm cái hồng này sao? Không biết nữa. Đây, đây là một cái hồng nữa nha. Cũng 119k luôn nha mấy chị. Tại vì giải của nó rất là đẹp luôn nha ha. Cực kỳ đẹp luôn. Đầm giải đi. Trình Phú Anh không ăn chơi đâu. Tại vì em bán cái đầm này nhiều rồi. Chào Thịnh Vượng nha. Bắt đầu em lên đầm nha. Đầm sẽ em lên đầm. Đầm kia nè là gì đó. Không biết nữa chị. Cái rồi. Hồng ở dưới á. Cái gì cái hồng đuôi cá. Hồng đuôi cá là cái này em. Đâu có dở canh ra được đâu. Canh nó mặc rồi. Canh nó mặc rồi gỡ ra khó lắm. Không có cái đầm đó ở ngoài. Tại vì mỗi mẫu còn có một cái là nhiều à. Rồi em bán, bắt đầu em bán set nha. Set này là 95k. Chị kem xin cái viên giá đi. Set là 95k. Đạt 100 view thì là 85k đồng giá nha. Đây khơm suông nha. Cái khơm suông mũi không chen được nha. Nó có cái sợi dây nè. Đừng có lo. Cái sợi dây này thắt cái eo lại. Ui da, trời ơi. Cái sợi dây này mấy chị thắt cái eo lại nó sẽ đẹp hơn nha. Tất cả đều là hàng Quảng Châu luôn nha mấy chị. Ở trong đều là hai lớp hết nha. Đừng có lo mỏng như trơn. May hai lớp hết nha. Ai lấy thì comment giùm em là hoa xanh đi. Hoa xanh nha. Cái đầm này form, form này form to cỡ khoảng không? Chắc 58-59kg trở xuống á. Đọc cái comment trên của Nguyễn nè. Cái hồng đuôi cá, cái đầm á. Cái đầm suông á. Cái đầm suông đuôi cá này nên lấy cái đầm hồng này nè đúng không em? Hãy cho xem rồi á. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là hoa xanh nha, hoa xanh đi. Hoa xanh nha, 95k nha. Mấy cái này bộ ví bông chen được hết á. Còn mấy chị nào mà gọn gọn em thắt cái eo, thắt cái sợi dây vô. Thắt sợi dây vô nha, đẹp lắm. Vi Nguyễn nó cho số điện thoại nha. Ai chưa cho số điện thoại thì chủ động cho em số điện thoại nha mấy chị. Không cho em số điện thoại tí nữa em điện. Không biết đâu mà mò cho mấy chị luôn. Cái gì thôi. Rồi đây là một set chân váy nha. Set chân váy này nhỏ thôi. Chắc size S đó, để em đo. Set chân váy nha. Áo này, mấy chị đừng có lo áo này. Tất cả đều là hàng Quảng Châu hết. Giải rất là đẹp luôn. Nội một cái áo thôi là xứng tiền rồi. Khỏi cần mua. Cái chân váy, cái nữa hai cái nón này mà có 95k nè. Lên 100 view em bán 85k luôn. Cái set này thì eo nhỏ nha. Eo 60 thôi. Cái set này là em 60 thôi nha. Ai lấy thì comment giùm em là set đi nha, set chân váy nha. Set chân váy em này là em 60 thôi. Set này là set nhỏ nè. Em 60 này có khoảng chắc có khoảng 32-33kg gì đó. Rồi lên chút một cái set nha. Cái chế
cái chia sẻ lên cho lên 100 view. 100 view đi mua đồng giá 85k mấy chị. Ơ em sale cái set này cho mấy chị nè. Sale cái set này nè. 85k nha. Ai lấy set 85 comment giùm em 85 nha. Đây là áo. Áo bèo ha. Áo bèo bên đây nó trễ vai như thế nè. Với một cái chân váy. Bạn gì Bích Huyền gì đó, hỏi bố mấy cái. Cái nào chị? Có cái bạn này hỏi bạn à, bạn nhỏ bạn một đầm. Rồi, ai lấy set này comment giùm em set 85 nha. Có set này em xe 85 thôi. Cái lạnh nó nóng dữ vậy. Set 85, tiếp tục một cái đầm nữa nè. Cái bữa nay Facebook nó bị cái gì vậy ta ơi. Rồi ai lấy cái đầm này, cái đầm này. Ơ cái đầm này nó bị dính cái gì không ta? Phải không? Phải không? Hay là do nó cái màu quá. Tại nó bị dính gì? Thôi để ở ngoài đi. Để mắt cong nha, bị dính gì. Rồi chị, để bà để ngoài giùm em. Ok. Rồi đây là một cái set đồ dạ nha, quần nha. Ý cái này là chân váy dài nha mấy chị, chứ không quần luôn nha. Nó là chân váy ở ngoài sau có xẻ nè. Chân váy vậy á, vải như váy dạ vậy đó. Mặc chung với cái áo này ha. Đông, đóng thùng vô. Cái set này là size M nè, size M. Cái chị size M là cái hết cái set này. Cái set thì comment giùm em là set áo sọc đỏ nha. Set áo sọc đỏ. Cái áo này là mình để dành mặc ở ngoài. Mặc ở ngoài nữa. Thích thì bỏ, không thích thì thôi mấy chị nha. Đó, chân váy nè. 95k ha. 95k là rẻ lắm rồi mấy chị ơi. Rẻ lắm luôn rồi. Ơ à, chào chị Ngô Trang nha. 95k hốt hốt mấy chị ơi. Cái này là một cái quần ống rộng nha. Cái này là size L nha. L hoặc XL luôn nha mấy chị. L hoặc XL. Cái này là có khoảng 50 58kg, 55kg gì bận vừa nha. Lấy thì comment giùm em là set hồng đi nha. Set hồng nhỏ quá. Chị Ngô Trang nói nó nhỏ quá. Ủa vậy hả? Hay là nhẹ nhỏ xuống nha. Ờ, cho miếng nhẹ nhỏ xuống đi. Cái này là set hồng nha mấy chị. Đồ bộ Yến Phong hả? Đồ bộ không có. Set này set bộ cũng có. Set quần cũng có. Set váy cũng có nữa nha. Set hồng này là size L hoặc XL. Cái quần này là đẹp lắm. Của ống rộng, ống suông ngoài sau lưng có dây kéo nha mấy chị. Chắc bên đây hết hơi rồi. Quần này bên hông này có xẻ nữa nha. Rất là thời trang luôn á. Trời ơi nó may cái quần rất là đẹp luôn á. Chị Ngô Trang hỏi set này là size L hoặc. Để em đo cái eo cho chị ơi. Set này cái quần nó to nè. Cái này quần tới 40 là 80 lần chị ơi. Eo 80 lần chị ơi. Eo 80 lần nha mấy chế. Cái quần này nó có xẻ nữa. Đẹp lắm luôn á cái quần. Quần quỷ nha, mua cái quần hơi là. Váy chị mặc bao nhiêu ký vừa hả? Váy chị mặc có hả 50 55 56 ký vừa nha. Tí nữa em bán lên đủ view đi em bán đó chị ơi. Ui da. Chắc cái này là không hết cái đống xếp này quá. Đây nó nè mấy chị. Đẹp lắm luôn nha. Trời ơi. Cái xếp này 6 mấy ký bằng vừa không có người. Vừa, cái này 6 mấy ký vừa luôn nè. Trời cái này rộng mà, cái này 62kg chắc bạn cũng vừa luôn nha. Cỡ cao cao là 62kg bạn cũng vừa luôn. Cái dây này buộc cái nơ là giùm em đi. Có 95k, ai lấy thì comment giùm em set sọc nha. Đầm hồng, đính hột, ngọc, có cổ. Ơ chị. Chị không? Dạ dạ dạ. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là đầm sọc nha. Đầm sọc nha. Nhìn thấy nó vậy chứ mặt lên nó lên phơm lắm. Giải nó đẹp lắm nha mấy chị. Đầm sọc có hột hả? Nãy Vi Nguyễn lấy cái đầm cam rồi đúng không? Đợi xíu nha Vi Nguyễn nha. Bún bé lấy cái xếp sọc kìa. Rồi bún bé lấy xếp sọc nè. Đây là cái đầm. Cái đầm suông có đính hột nè ha. Đó, bầu bí bạn vừa y luôn. Cái đầm hồng nó 119k. Chị bún bé rồi. Chị Ngô Trang xem lại cái set nào chị. Xem lại set quần đó hả chị. Set quần cái quần. Cái quần này thì nó lạ lùng luôn.
Đây, nó mai nè, mấy chị nhìn kỹ đường nó mai đi. Ở dưới đây nó có xẻ nha. Đây, dưới đây có xẻ nha, xẻ tà nha. Cái eo là eo 80 lận nha. Eo quần này là 80 lận á. Cái quần thì nó đẹp, ăn tiền dưới cái quần thôi. 95. Dạ 95. Chưa đủ 100 view là em bán 95k đồng giá nha mấy chị. Đây, còn cái áo của nó là áo hồng nè. Đó. Ăn điểm với cái quần thôi. Cái hồng này, cái sợi dây này buộc nơ giùm em nha. Còn cái thời gian em không có buộc thôi mấy chị. Lấy thì sợi men giùm em là xích hồng nha. Xích hồng. Trong đây nó có xếp đầm có nè, xếp quần có, chân váy có nữa. Rồi yến quanh một cái sọc luôn nha. Rồi cái này là quần, xếp quần nha. Quần này đem coi eo mấy nha mấy chị. Eo này là 33, là 64. Xe này là xe S thôi nha. Đây là cái áo len lưới cổ nha. Với một cái quần. Lấy thì comment cho mình là xếp quần nha. Quần sọc cũng được. Quần sọc nha. Cái này là xe S nha mấy chị. Xe S nha. Cổ khoảng 44kg trở xuống. Yến quanh một cái hồng nữa nha. Ok nha bạn Yến quanh nha. 44kg cái xét là quần này có khoảng 44kg trở xuống nha mấy chị. Đầm có, váy có, quần có tà lé hết trơn á mấy chị ơi. Đây là một cái xét đầm nha. Xét đầm có dây nha. Cái này là phông to nè mấy chị. Cái này 60kg bằng cũng được, nhưng mà nó có sợi dây thắt. Ai nó nhỏ thì thắt cái sợi dây này lại nha. 60kg bằng vô tư nha. Ở dưới nó có mang xè đuôi cá 20 lớp nè. Tất cả là đều có hai lớp, ở trong có lớp luôn nha. 60 ngoài ký bận cho cái set này luôn. Ai lấy thì comment giùm em là hoa vàng đi. Hoa vàng, hoa vàng. Sao cái nó bị gì? Nó có bị đứng không mấy chị? Comment lại giúp cho em đi mấy chị. Bấm 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 giùm em đi. Đồ bộ nha. Đồ bộ luôn, set đồ bộ luôn. Ơ cái áo này giống như cái áo yếm nha mấy chị. Sale cho mấy chị cái này 80k luôn nha. Ai lấy thì comment giùm em là đỏ 80 nha. Đỏ 80. Quanh lấy cái bông rồi. Yến Oanh lấy một cái bông nữa nè. Đỏ 80, cái này là size S luôn nha. Size này nhỏ thôi, size S nha mấy chị. Đỏ 80. Rồi thấy số điện thoại của bà Yến Oanh nha. Rồi ai lấy đỏ 80, cái này là size S thôi. Lấy thì comment giùm em là đỏ S nha. Là cái gì đây? Trời ơi, đây là một cái áo, áo dây nha. Áo dây này 60kg vặn vừa nha mấy chị. Áo dây 60kg vặn vừa nha. Lấy thì comment giùm em là áo dây nha. 60k luôn nha. Dây 60k luôn. Chị Hương Trang nó đứng. Đứng không xem được gì sao kỳ ta. Để em thấy mấy chị. Mạng nhà mình hay là mạng. Em cũng biết mạng sao nữa. Kỳ ta. Giờ cái này là dây, áo trắng dây 60k, lấy thì comment rồi em dây 60, cái này 60kg còn được không nha mấy chị. Bên em không có thấy thông báo gì trơn hết trơn. Chị Ngô Trang hỏi xếp hồng ai lấy chưa? Dạ chưa chị Ngô Trang ơi, xếp hồng chưa ai lấy hết nha. Rồi nè, đây là cái quần, size này là size S luôn nha, cỡ khoảng 40 vô, 45. 45kg trở xuống mặt đẹp nha. Lấy thì comment giùm em là hồng đi nha. Áo hồng có khoảng 45kg trở xuống mặt đẹp nè. 95k nha mấy chị. Đẹp quá. Đẹp quá hổ nam thấy ai. Comment trên trời. Chị không mua test thì em nghĩ là test luôn. Buồn là nghĩ là test luôn. Ngon lần lại đi. Xe quá nó chịu hết nổi rồi. Áo trắng nó rộng không hả? Áo trắng nó là khoảng 60kg nè Salem ơi. Nếu mà em mập có ngực đó, nó không rộng đâu. Rồi đây là một cái quần xe cho mấy chị. Cái này 70k luôn nha. Ai lấy thì comment giùm em là set quần 70k đi. Cái này mặc ở nhà nha mấy chị. Áo áo lá. Một cái quần sọc 70k thôi. 70k. Hôm bữa rõ ràng thấy bên kia bán cả set luôn 99.000 á. Rồi nha 70k. Ai lấy cái set lá này comment giùm em là set 70 đi. Teo 70 sao lỗ luôn. Mét 7 65kg hả? Váy chị mặc
còn không chị, mấy mặt còn nha. Ủa đang mặt có bán tí lên đúng view em bán luôn nha mấy chị. Đầm body không không biết có không nữa, tùy theo em lơ em cầm cái gì em like cái đó mấy chị ơi, tại vì không có lựa được á, nó nhiều quá không có lựa được. Em cầm mẫu nào em like mẫu đó mấy chị đón xem nha. Thảo Biên được set 70 nè chị. Set 70 của Thảo Biên nha. Rồi tiếp tục một cái set ha. Trời cáo khung này rất là đẹp luôn nha. 95k. Đây, chân váy là nhung nha. Cái 70 hả? Dạ cái 70. Ở trong này có quần luôn nha mấy chị. Ai lấy set này comment giùm em set hồng đi nha. Set hồng ở nhà rất là đẹp luôn á. Bầu bằng vừa nha Ngô Thị Kha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là set hồng đi nha. 95k, đồng giá 95. Mấy chị chia sẻ lên 100 view là mua giá 85.000. Set hồng, comment giùm em là hồng nha, váy hồng. Váy hồng, váy hồng. Áo này là form rộng nha. Quần này là quần rộng luôn nha. Cái này là có khoảng 60kg bằng được nha mấy chị. 60kg luôn nha. Đây, cái eo thì hơi nhỏ nhưng mà ai cái đùi to thì lấy cái này nha. Eo nhỏ nhưng mà đùi to thì lấy cái này. Comment giùm em là quần đi sale cho mấy chị cái này 85k luôn. Yến Quang nó nặng lắm quá kìa. Giờ biết sao giờ. Bé mặt lắc lên view mới bán lên mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ phụ đi mấy chị ơi. Rồi Alex xách quần. Hôm nay á. Dạ không em like tè lé hết trơn. Alex xách quần này ai đùi to thì lấy nha. Xe cho mấy chị 85k cái này luôn nha. Ai đùi to thì lụm cái đó nha. Đây là một cái váy nữa nè. Nhanh tay thì còn nè. 95k nè. Váy giống kiểu như váy của em mặc nha. Váy giống kiểu với em mặc luôn ha. Lấy thì comment giùm em là hoa xanh đi. Giống như trang kiểu em mặc luôn mà khác chứ là cái này là cổ tròn thôi. Váy hoa xanh nha, 95k. Form này là form to quá. Cỡ khoảng để em coi coi. Cái này cỡ khoảng 56kg trở xuống, 56-57kg chắc 58kg cũng được luôn chị. Tại chính giữa đó là thun nha. Hoa xanh. Linh Trúc một cái hoa xanh nha. Làm như là không không bận cho mấy chị không có phone đâu. Tầm giá 95k mọi người ơi. Rẻ thấy mồ. Đây là cái gì đây? Gặp cái quần này. Trời chân váy nè. Đẹp ghê chưa? Ha. Chân váy rất là đẹp luôn á. Ai lấy thì comment giùm em là chân váy hoa đi. Cái này là size M á mấy chị. Size M nha. Mặc kể vai như vậy nè. Cái này thắt cái nơi giùm em. Cái dây này thắt cái nơi giùm em. Đây. Đó. Thấy chưa? Cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Thắt cái nơi lại ha. Chân váy hoa. Comment giùm em chân váy hoa đi. Cái chân váy này đẹp mỹ miều luôn á. Mà mặn quá hay sao mà không ai. Mấy mọi người có đang xem không cho em xin một chấm đi mấy chị ơi. Mạng nó bị cái gì á, hình như là không có ai nghe được em nấu hay sao. Tụt quy quá trời luôn. Chia sẻ bán đồng giá 50. Cái gì? Chia sẻ lên 30. Thôi lỗi chết mẹ luôn. Đậu 85.000 rồi đó. Bị ấy rồi. Chào danh dịch nha em. Ok bộ đang cầm nha. Trời ơi chân váy này đẹp lắm nha mọi người. Mà có của nó là size. Để em đo cái eo nha. Chân váy này đẹp quá mà eo nhỏ thôi. Eo này có khoảng 62 là size S đó mấy chị ơi. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là chân váy nha, size S nha, nó là size S nha. Đẹp lắm, nhưng mà nó size S nó nhỏ nha. Chứ thật sự nó đẹp lắm. Dạ váy em đang mặc tí em bán mấy chị, lên đồng lên view được đi em bán hết luôn. Sao mấy chị kia cứ nói là lắc á mà sao em không biết sao đó. Mấy chị khách kia cứ nhắc là lắc 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 lắc. Rồi cái này là size S nha em, 62-63 vậy anh. Dạ đầm em mặc cũng 95k luôn chị ơi. Mặc dễ mặc thôi, mặc ở nhà ha. Lát lên đủ view đem bán đi chứ ơi. Ít view quá. Bán buồn chết luôn. Nói muốn sặc ke luôn quá. À có mấy cái quần ống rộng nè. Xem cho mấy chị mấy cái quần này luôn. À, 55k ha.
Cà lộn, cái này là cái đầm. Đây, quần đây. Quần này sale cho mấy chị 55k luôn. Quần hay đầm quần. Đây. Rồi ai lấy cái quần này comment giùm em là quần dây đi. Nó có cái quần cái này thắt cái sợi dây, thắt cái nơ đen nha. Thắt cái nơ đen vào trước đây. 55k nha, lấy nhanh tay nha mấy chị. Quần rộng, rẻ thấy mồ. Chỗ khác nó cũng bán làm gì có giá này. Quần này là quần lửng nha. Giải này giống như là giải lanh vậy. Đây ha. Em vừa xét trắng luôn, lạ ghê. Vừa thì lấy đi bà dân dịch. Đi cứ xét đó này. Họ có lấy không ok. Vừa thì lấy đi bà dân dịch đó. Đầm hoa, đầm hồng gần đầm sau lưng á. Để chút xíu ra Suka. Đầm hồng này đúng không? Đó, đầm hồng này không? Ok nha, đợi xíu nha. Rồi ai lấy cái quần này comment giùm em là quần à. Nãy nói giá nhiều quên luôn, 55k đúng không? 55k. Rồi ai? Quần. Dạ. Không có gì. Sao? Dân nó có hơi vừa trắng vừa lạ luôn rồi. Ờ vừa mà không lụm nè. Eo là 62, 64, 62, 63. Chắc chắn nó cao đẹp lắm. Rồi quần 55k nha. Ai lấy thì comment giùm em là quần trọng đi. Quần 55k. Đầm mặt có bán thì chị Nguyễn ơi. Đầm mặt có bán chị ơi. Lên view đi em bán. Đây là cái đầm 119.000. Đầm này đầm bông sở nha mấy chị. Hôm bữa bán 130 nha. Sót lại mấy cái thôi bán 119.000 nha. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là hồng bông sở nha. Thế em mặc lên đủ view đi em bán mấy chị ơi. Mấy chị còn không đủ view em để em mặc luôn. Cảm ơn nghe bà nhân dịch. Quần áo chắc đẹp lắm đây nè. Cái đẹp và bị bơm đó nè. Cái này là bị bơm nè. Đó. Công sở. Công sở nha, bị bơm nha. Hàng bị bơm nha, cái này là size M nha. Để em coi lại coi size gì. Này chắc size S lắm mấy chị ơi. Nhưng mà em bận được nè. Eva xin kẹp cái quần nha chị. Eva xin một cái quần. Rồi cái quần có số điện thoại luôn, 55k. Tiếp tục set nè, ai lấy set công sở comment giùm em là set đen đi. Công sở nha, đó. Thấy chưa, đẹp miễn mèo luôn. Cái này là eo này là cỡ khoảng 45-46kg bạn đẹp nha mấy chị. Đây, ai lấy 45-46kg set bi đó thì comment giùm em set bi đi. Đẹp lắm, giải này em đã đẹp cho mấy chị là hàng Quảng Châu mà. Không phải hàng xưởng Việt Nam mình đâu ha. Làm em mặc còn nha. Mấy chị mua cái nào mà dưới 100.000 á, mua hai cái đi cho nó đúng 100.000 để em đi đơn dưới 100 cái vài bữa nó xả ra mệt quá. Không phải cái gần đầm xanh nè. Là cái này hả? Cái này đúng không? Đây 119k đồng giá hàng này sao? Cái đầm này là đầm suông nha. Đầm này đầm suông đuôi cá nha. Đây lên form như vậy nè ha. Đầm suông đuôi cá nha mấy bạn. Đừng có lo đậm chặt thì bận được hết trơn mấy cái đầm này ha. Quần 55 Linh Nguyễn một cái nè, xe 62kg có nha. Linh Nguyễn một cái quần 55 nè, ok nha. Xe 62kg cũng có luôn. Rồi ai ở miền ngoài á, ai ở miền ngoài thì lấy cái set bây giờ nha mấy chị. Đây là cái chân váy nha. Chân váy, giải của nó là dễ nỉ nha. Ở miền ngoài thì lấy sale cho mấy chị cái này 75k luôn nè. 75k lấy xếp hồng thì em giùm em xếp hồng đi. Cái này phân to nha mấy chị. Ai mình ngoài vô không khí lạnh nè thì lấy cái này nha. Ố không to đâu, cái này size M á. Cỡ khoảng 45kg đi, 45kg cho chắc nha. Dạ đàm em mặc 90-95k nha. Đầm sao chị 62kg vừa không? 62kg là vừa cái đầm này nè. 62kg keo cao có khoảng 1m6 nha. Vừa cái đầm này ha. Rồi ai lấy cái này xếp hồng, comment giùm em xếp hồng đi. Đầm suông hồng đó bao nhiêu ký vừa, đầm suông hồng đó nếu mà cao cao cỡ khoảng hết 60kg vừa luôn nha chị. Hết 6 nha, nó 6 trở lên nha. Rồi cái này cái quần 62kg là xếp bộ nè, 62kg vừa cái này nè. Cái áo thun trắng rất là đẹp, thun Quảng Châu luôn á. Đây quần ống rộng nha mấy chị, phối lưới nha. Chị có trang chắc đẹp lắm, đẹp lắm, cái quần này đẹp, giải nó rất là đẹp. Nhưng mà ai đùi to thì hãy lụm nha, 60kg ngoài thì hãy lụm mấy cái set này nha. Set này dành cho mấy chị là 60kg nè. Rồi ai lấy thì comment giùm em là set quần đi.
Đầm có tay không? Đầm có tay hả? Đầm có tay không chị? Mấy cái đầm ngoài sao là chỉ có cái đầm này là có tay thôi. Cái đầm này có tay thôi, còn mấy cái này là không có tay nha mọi người. Đầm suông như vậy chị? Đầm suông 119k. 119k bằng út hồng, thu hồng ơi. Hôm bữa bán 130 đó, thì giờ còn có mấy cái hôm xe cho đi nhanh đó mấy chị. Rồi cái này là size S nữa nè, một cái size S nữa nha. Cái áo này form cánh dơi nha, cánh dơi rất tốt size S nha. Cái quần này rất là đẹp luôn, bao đẹp cho mấy chị cái quần này luôn. Về mà chê chả là cho em luôn, giải đẹp lắm. À, ai lấy thì comment vô là set cam đi. Đây, nó đây. Nó có cái bo này bận đẹp lắm nha, set cam. Chào chị Mỹ Thu nha. Dạ đầm em mặc không có màu gì đâu chị ơi. Chị Cao Thu Hà quần là quần gì á? Bộ quần hả? Chị Cao Thu Hà quần, quần là bộ quần đúng không chị? Bộ quần cho em lại số điện thoại đi, em lấy set quần đó cho chị. Set quần to, set quần không to nha. Mọi người comment kỹ kỹ giùm em lấy không có nhầm đồ nha. Đầm mặc á, mấy thứ này á, mấy cái mẫu này mỗi thứ chỉ có một cái thôi nha mấy chị. Rồi quần của chị Cao Thu Hà, Cao Thu Hà chị lấy set quần rồi. Set quần này đúng không? Đúng ok giùm em nha. Đúng ok giùm em nha, set quần này 62kg á. Quần đó là 62kg nha. Út hồng, thu hồng, set chân váy. Set chân váy, set chân váy là set nào ta? Set chân váy là set nào ta? Set chân váy 62kg không vừa à. Xem lại set cam đây em cho xem lại nè chị. Đúng rồi em ơi, tại vì chị cầm cái nào chị dơ cái đó bây giờ không biết cái nào nữa. Có gì là chị ra đây là set cam nha, set cam này là size S nha mấy chị. Set cam này là size S nha. Set cam này giải rất là đẹp. Nhưng mà nó chỉ là size S thôi. Set cam 53kg không vừa, set cam này cỡ khoảng 45kg trở xuống thôi nha mấy chị. Cam lavender tím cam này 45kg trở xuống thôi nha. Lavender tím ok thì lấy nha. Đầm đi tiệc có nha mấy chị. Đây tiếp tục một cái size nhỏ nữa nè. Để lát lựa mấy cái size bự em lấy nha. Cái này cái set cái này size nhỏ nha, cỡ khoảng có cao giãn ha. Cỡ này cỡ khoảng 40kg trở xuống thôi nha. Út hồng bây giờ không có thai, Út hồng rồi 42kg bận được nha. Lavender tím 42kg cam S6 bằng đẹp nha. Rồi ai lấy cái set trắng này comment giùm em, set trắng đó là size S nữa nè, có khoảng 40kg trở xuống thôi. Lấy thì comment giùm em set 40 đi, đặng em biết cái này 40kg trở xuống nè. Chân váy đen, quần trắng, chân váy có cái bo rất là đẹp luôn. Có cái khổ cẩm ha. Đầm hồng phía sau, đầm canh mặt là 120k, đầm công chúa, còn đầm bên đây là 119k nguyên dàn đầm công sở nha nha chị. Quần nào chị, quần lúc nãy là quần nào chị? Cái bộ quần á. Bộ quần là 95k chị ơi. Lavender tím mấy set cam á Ngọc ơi. Đây. Rồi cho số điện thoại nha Lavender. Đơn mới cho em số điện thoại mới nha chị. Cái này là bộ quần nè. Bộ quần mặc ở nhà nữa nè. Theo cho mấy chị nữa nè. Quần này có cái nơ nữa nè. Cái size là size nhỏ nè. Cả bóc này size nhỏ là sale nữa. Cái này là size S nữa nè. 40kg trở xuống mặt đẹp nha. 40kg trở xuống mặt đẹp. Ai lấy thì comment giùm em quần hồng đi. Quần hồng 40 nha, quần hồng 40, 40kg trở xuống là mặt đẹp đó. 40kg trở xuống mặt đẹp cái set quần này nha. Giải mịn lắm mấy chị. Giải này mát lắm luôn. Có còn đang xem cho em xin chấm 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 nha mấy chị ơi. Đây là cái hồng có tay nha. Đây hồng có tay nha. Đó. Đẹp lắm, giải này, giải công sở này bao đẹp cho mấy chị luôn. Thì cần em kiếm xét cho mấy chị không? Đừng nói em. Em lên có xét nhỏ, xét lớn nha. Đây là size gì đây? Cái này chắc size L nè, cầm cái áo là cái size L rồi. Cái quần này size L nữa nè. Rồi cái này 60kg bằng vô tư luôn nha mấy chị. 60kg bằng vô tư cái xét này luôn nha. Đây, thấy chưa? Áo rất là đẹp luôn nha. Quần này sau của nó có lưng thun nữa, đừng có lo. Sau lưng của nó có lưng thun nữa. Đẹp lắm. Ở phía trước là dây kéo nè, phía sau quần nhảy quần tay nha mấy chị. Quần tay mỏng rộng nha.
60kg bằng vô tư. Trời, mấy chị nào cũng xin coi đầm hồng không mà các. Đầm xuân hồng đi chị hả? Dạ dạ, đầm xuân hồng từ từ. Rồi ai lấy các set quần 60kg comment giùm em là quần 60 nha. Đây là đầm xuân hồng nè mấy chị. Đó, xuân hồng 119k nha. Xuân hồng đẹp lắm, xuân hồng này lên form lắm, dễ thương nha. Giải bao đẹp cho mấy chị cái form, cái giải tiết mưa này luôn á. Xuân hồng, xuân hồng ở trên này còn nhiều. Rồi ai hồng ren, hồng ren canh mặt rồi em lấy không có được mấy chị ơi. Cảm đi mấy chị, canh mặt rồi lấy không khó lấy quá à. Đâu có gỡ dây kéo ra luôn hết trơn. Đầm này không có tầng á, hôm bữa em có like rồi, cái đầm này em có mặt luôn rồi. Cái đầm này em có mặt luôn rồi đó. Ủa cái đầm này là đầm ngủ nha, ai lấy thì theo 55k nha. Bầu bí, bầu bí bằng vô tư ha. 60 mấy ký gì, 5 mấy ký vô được hết luôn nha mấy chị. Tại vì nó là form đầm suông nha. Theo 55k có đuôi cá luôn, lấy thì comment giùm em là hồng nha. Hồng, hồng 55 đi cho rõ đi, để lộn mấy cái hồng kia. Đầm đuôi cá, đầm này đầm ngủ nha, bận dễ thương lắm. Ôi sao lại rớt mạng nữa rồi. Vàng hồng 55 mà lên chút một cái nè. Rồi có ai lấy hồng 55 tiếp tục nha. Em còn mấy cái đây. Xeo 55k đi cho nó nhanh luôn. Tới đâu rồi chị? Không biết tới đâu. Ôi cái set yếm nha. Tới đây. Yếm này là to nha, hồng 55 cho Trung Anh Nguyễn nè. Mới có hồng. Trung Anh Nguyễn ơi, cho xin số điện thoại với địa chỉ cho bạn Trung Anh Nguyễn. Đây là cái set hồng này là 60kg bằng vô tư nha. Ai lấy thì comment giùm em là yếm hồng đi. Tất cả mới cáo nha mấy chị. Cáo cạnh luôn nha. Hoại Đàm, đầm này qua gối không hả? Đầm này vừa chiếm mấy gói đó chị Hoại Đàm ơi. 1m6 là 1m6 là chiếm mấy gói nha chị. Rồi yếm nha, set yếm, ai lấy thì comment giùm em yếm nha. Yếm này là 60kg bằng vô tư. Cái áo này nó hơi nhỏ, về mấy chị có thể thay cái áo khác bằng cho hợp với chị. Còn cái yếm này là 62kg gì đó bằng vô tư luôn nha. Đây, vàng nút thì em chưa có gài cho nha mấy chị, về gài giùm em nha. Yếm, yếm hồng, lấy thì comment rõ giùm em là yếm hồng đi, không bị lộn nha. Yếm hồng này á, thường thường yếm á, mấy cái thay to này kiếm ít lắm nha mấy chị. Nào to to thì lụm ngay đi nha mấy chị, để lên mốt quay lại tìm không có thấy nữa đâu nha. Còn ai mua một đơn á, lấy giùm em hai con món đi, trời ơi cho nó chia 100k nha đi nha mấy chị. Đây là một cái váy ren phối với một cái đầm này, cái dạng như là dạng áo nè, này lên canh mặt rất là đẹp luôn á. Đây mấy chị bận gì nè, phối với cái chân váy này vậy nha. Lấy thì comment giùm em là ren đen đi ha, ren đen nha. Bận vô đây đó, dài nha, đó đẹp lắm. Cái áo hoàn kính lắm, đừng có lo, áo là tới gối rồi nha. 1m52 49kg hả, vừa nha chị. 1m52 49kg vừa nha chị Hoại Đàm. Đây set này set rộng nha, form này cũng form to luôn, form này có khoảng 58kg bạn đẹp nè. Ai lấy thì comment giùm em là set ren đen đi, 58kg form suông nên mấy chị ấm ớm mận cũng được luôn, 40 mấy ký chen vô cũng được luôn. 1m52 49kg bạn vừa cái đó đó. Chị cứ hỏi có set đùi 62kg không em? Em cũng không biết chị ơi, nó nằm trong bọc á, em mua ra là tới đâu em lụm tới đó chứ giờ em cũng không biết. Mấy chị mặc hả, 80 không, 95k không lên đủ view nghỉ bán luôn. Buồn ghê. Đây là set thể thao nha, mạng nó bị giật giật mà còn thêm bán được chứ. Đây cái set thể thao mấy chị bận cái áo, bận cái áo áo trắng ở trong, xong rồi tới cái áo ba lỗ khoác ở ngoài nha. Muốn bận áo ba lỗ thì bận, còn không bận cái áo này, bận cái áo này thôi cũng được nè. 95k lên đủ 100 view đem bán đồng giá 85 nha, cứ việc chia sẻ vô tư. Rồi đó là set thể thao nha, cái này là size M nha mấy chị, size M size S bận đẹp nha. Chào Tạ Bích Huyền nha. Set thể thao có cái nón đó nha mấy chị,
95k. Trời, 95k là rẻ lắm mà chị ơi. Cái chị đi chỗ khác nó bán xếp lẻ thì không có giá 95.000 đâu. Còn ai đang xem cho xin chấm thì mấy chứ ơi. Ai của chị đang hai view của em nhiều. Cũng vậy. Cầu kỹ đàn em. Chân váy nữa nè. Chân váy này nhỏ nha. Size này là size gì? Rồi. Size này là có khoảng 44kg cho số mặt đẹp nè. Ai lấy thì comment giùm em là chân váy trắng nha. Chân váy trắng 44kg trở xuống mặt đẹp nha. Áo rất là đẹp luôn. Đây. Chân váy trắng, áo nhớ bỏ vô thùng nha. Đó. Bên đây là thêu nha mấy chị, cái này là thêu nha. Giải cũng rất là mịn. Mèo kìa. Sao không thấy ai comment trên trời mới mạng bị cái gì trời, bữa nay bán gì kỳ cục trời, đáng đời chứ. Cái này là gì đây? Cái này là set bộ nè, set bộ to nha mấy chị, cũng không to đâu. Cái này là size M nha, ha, size M có khoảng 46, 45, 46kg trở xuống mặt đẹp nha. Đây, áo vải rất là đẹp. Đó, thêu nha, cái này là thêu nha mấy chị. Lấy thì comment giùm em là set quần đây. Trong miếng nhạc, giật. Nghe đấy, sợ em nói nhỏ quá đó. Em sợ nói nhỏ không nghe nữa nè. Set quần nha mấy chế. Đúng rồi, chân váy trắng đẹp lắm á bà Doanh Dịch ơi. Bà Doanh Dịch ăn Tony vô là đẹp lắm nha bà Doanh Dịch nha. Cái mèo hỏi xếp trắng có lớn hơn hả? Xếp trắng không có, chắc không có thay lớn đâu em ơi. Nó về lẻ size vậy đó. Rồi cái đầm này nãy sale 55.000 về. Ai lấy thì comment giùm em là xanh 55k luôn nha. Mặt ngủ gì phơm gì cũng đẹp hết trơn nha mấy chị nè. Nó không xu nè, nhìn đẹp quá, dễ thương quá chứ. Lấy thì comment giùm em là đầm 55 đi, xanh 55k. Em để, do để trong bọc mới nên nó nhăn thôi. Về giặt, cái này là vải lanh á. Về giặt một hai nước là nó thẳng băng. Váy 55k nha. 55k lỗ à. Trời ơi, sao size S, sao nhỏ treo như trời. Này là size S nha mấy chị. Size S nha. Cái quần này thấy, quần này là quần ống rộng, thấy gì chứ nó là size S đó. Cỡ khoảng 44kg trở xuống mặt đẹp nha. 44kg thôi, bự hơn nữa bạn không vừa đâu. Ai ốm ốm 44kg nhỏ nhỏ, mấy bạn nhỏ nhỏ thì lụm ngay mấy cái set này đi. Bận vô sang lắm, không có đụng hàng đâu, bảo đảm với chị luôn. Mấy set này mình bao giờ chẳng gì đụng hàng. Em không có đầm trung niên chị Trần Hoa ơi. Chị hả, mèo Salem chị không thấy được ai comment hết trơn á. Mèo Salem ơi, em không thấy được ai comment luôn á mọi người. Mọi người vui lòng bấm comment một cái, bấm hai ba lần cho em thấy đi. Trời ơi, em không thấy comment hết trơn, em rất view luôn. Toàn thấy để gì đúng view đi em bán chị ơi. Tiếp tục một cái này là giống cái hồi nãy chị, luôn nha mấy chị. Chị để em cái chị mặc nha, cái chị mặc là chưa bán đúng không? Chưa bán đâu. Size này tiếp tục cái size nhỏ nữa nè, size đầu này size nhỏ, cái áo nó đẹp lắm luôn á mấy chị ha. Thu Hà đợi xíu đi, đúng view em bán với em đang mặc nha. Tiếp tục cái này là có khoảng 44kg thôi. Ai 44kg có bà con cô bác chị ra mua giùm á thì mua lụm đi mấy chị ơi. Qua cái đợt nhỏ, bắt đầu kiếm đợt nhỏ là không có. Lại là size S nữa. Kiếm cái nào size to to coi. Chị cục quá. Ôi cái này đẹp lắm nha. Cái này buộc dây sau lưng nha mấy chị. Chuẩn bị comment nha.
Em thấy cái này là size này là size M nha, cái set này không lấy là uổng lắm luôn á. Set quần đùi nha. Set quần đùi thôi nha. Trời ơi, set này đẹp lắm luôn. Size này là size M. Có khoảng 47 48 kg thì bạn đẹp nha mấy chị, 47 48 kg, 49 kg bon chen được chứ mấy, 50 đi. 50 luôn nha. Và sau lưng có nó buộc cái dây rất là đẹp luôn. Rồi ngọc hình một cái đùi nè. Linh Nguyễn một cái set đùi nè. Linh Nguyễn có đơn cho chị Ngọc. Có hai cái nãy. Rồi chốt cái này cho Linh Nguyễn hết nha, có hai set thôi. Dạ được, chị Kiều My ơi đợi xíu hôm nay tới chị. Chút xíu hôm nay tới đây nè. Lai chắc tức thì luôn. Cái này là cái tiếp tục con xếp quần luôn nha. Quần gì giải này đẹp quá. Ôi cái này là size M rồi mấy chị ơi. Size M nhỏ hơn size M một tí. Cỡ khoảng 46 kg. 46 kg hay là 46 kg, 45 kg trở xuống bằng đẹp nha. Người sắm nó kêu cái gì. Đây ha. Áo thun thôi, chọn cái thun. Đây sợi dây này không biết buộc cái gì nữa, biết nó cho dây mà không biết buộc cái gì nữa, chưa thấy buộc được. À đúng rồi, đây buộc bên cái tay áo nè mấy chị, buộc bên tay áo nha ha. Đây set đen nha, ai lấy thì comment giùm em set đen. Cái áo thôi là đã áo Quảng Châu, nếu mà mua áo Quảng Châu thun Quảng Châu là đã giá tiền đó rồi đó mấy chị ơi, 95.000 rẻ rồi, mua về lụm cái quần này thôi ha. 46 kg trở xuống nha, ai lấy thì comment giùm em set 46 để cho em đừng bị lộn, để bắt công em cấm lộn hàng cho mấy chị á. Chân váy hả? Chân váy có nha, nó nằm lộn xộn xà bèn hết trơn, không biết kìm ở đâu ra. La gì mà để em tìm chân váy hay váy gì cho mấy chị nha. Áo này là áo cọc, quần này là ôi trời, cái quần này lạ lùng luôn. Cái quần này là cỡ khoảng 48 kg, 49 kg bằng đẹp nha mấy chị. Ê, cái này mở chị Hoa Trang chắc chị hót hay sao. Ừ, chắc mạng yếu không mấy chị, yếu bị văng ra rồi. Rồi ha, quần với một cái áo sọc nha. Quần đây đẹp lắm nha mấy chị. Đó, quần ba nút luôn. Giải là giải ống đứng nha, quần ống đứng. Quần này là cỡ khoảng form 46 kg thôi, 46-47 kg thôi, trở xuống bằng đẹp nha. Đúng là bạn bị gì hay sao? Em chả thấy ai comment luôn. Hay là hot nha, để thấy ít sụp. Lấy đầm em mặc. Em chưa bán cho niệm Lam ơi. Bán không được, em buồn quá, nghĩ bán. Đây là size to nè mấy chị ơi, size đầm nha. Rồi ai lấy đầm ren thì comment giùm em đầm ren nha. Cái này 60 kg hả? 58-60 kg bằng vừa nha. Set yếm ren nha, ai lấy thì comment yếm ren, đừng sợ mỏng. Cái áo ở trong nó đã dài vậy lắm rồi, áo ở trong là dài nửa đùi rồi nha. Rồi lấy thì comment giùm em là set ren này đi nha. Trời, set ren này chắc 55 kg, 58 kg là bằng vừa người nè. Ren đen. Mấy chị đã thoát ra vô lại giúp em, sao mạng nó bị cái gì đâu á. Rồi ai lấy thì comment giùm em ren đen nha. Siêu xếp cho 50 kg. Bán chưa? Bán chưa ơi? Nè, ủa mà chưa bán bây giờ. Đợi xíu em đủ view em bán, em buồn quá. Là em có ai xem. Cái này mạng như cái gì vậy? Mà chị có nói tôi đợi hoài. Gì? Nguyễn Học, cái gì Nguyễn Học Mai nè, không đủ 100 người thì không bán hả? Đây. Ôi trời, khá dễ thương quá nè mấy chị. Cái này chắc size to nè. Ở cái quần, trời mấy chị mua cái áo này về bận khỏi bằng quần cũng đẹp ha. Thật sự rất là đẹp luôn á. Chị Niệm Lam quên nó đồ của chị đi chưa chị Niệm Lam, em còn ở đây nè, chị đi em đi hàng chị luôn của chị Niệm Lam, hình như là 3 cái đầm á. 3 cái đầm. Chị làm có đi thì em đi đơn luôn nha. Chọn xét hôm nay em đi đơn luôn nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là
áo bèo đi nha, set áo bèo nha. Set này là cỡ khoảng 54kg nha. Set áo bèo 54kg. Quần này là quần dạ nha. Dạng quần quần có nỉ nha. Quần này có lót nỉ ở trong. Chấm 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 mấy chú ơi. Mang cái mỏ nhọn quá. Trời cái áo này sao đẹp quá mà nó phối với cái quần. Không ăn thua ha, cái áo đẹp quá. Ở ngoài cái áo đẹp lắm nha mấy chị. Size M 52kg gì đó. Dạ em có bán đầm của em mặc á. Rồi á ai ai comment đầm của em á thì comment luôn nha mọi người. Rồi em lấy đầm nha. Đầm của em 95k đó, ai lấy thì comment giùm em mã số 5 đi. Số 5 nha. Comment giùm em 2-3 lần đi, tại vì mạng đó nó bị tổn quá. 2-3 lần đi mã số 5 nha mấy chị. Mã 5 nha. Mã 5 nha mấy chị. Cái bèo đó là rồi mã 5. Rồi ai thích thì bấm mã 5 nha. Cái bèo đó có khoảng 52kg bằng đẹp nha Thúy Vân. Quần này là quần bét ghi nha mấy chị. Quần bét ghi nha. Rồi mã 5 chị Ngọc Huỳnh nè. Mã 5 Ngọc Huỳnh nha. Kèm số điện thoại luôn đi bằng Ngọc Huỳnh đó. Rồi lấy cái set jean này em sale cho mấy chị. Sale cho mấy chị 75k set jean này luôn nha. Cái áo mở ở đâu kìa. Rồi thấy số điện thoại nè mấy chứ. Thấy số điện thoại. Đây ai lấy set jean. Set jean này là cỡ khoảng 50-52kg nha. 50-52kg nha. Rồi ai lấy set jean này comment giùm em là 50-52kg nè. Quần này là quần baggy nha. Ai đùi to thì chọn 50-52kg, nhưng mà đùi to thì chọn nha. Lấy thì comment giùm em là set jean đi. Set jean. Jean này là dạng jean baggy đùi to nha. Mọi người về đừng có nói sao mà nó bụi quá nha. Nó là dạng baggy đùi to nha. Rồi Ngọc Huỳnh một cái jean nữa nè. Còn hai cái nữa bằng Ngọc Huỳnh đủ đơn đi nha. Tình hình này là sao ta? Tình hình này là chắc ộp thì like luôn á. Đây là cái gì đây? Chân váy nha, có cái sợi dây giống như thắt cái eo này nha. Áo cũng rất là đẹp luôn mấy chị. Đây cái áo nha. Mấy chị đừng có sợ mỏng mấy chị ơi, tại vì nó có cái yếm ở ngoài nữa nè. Nó có cái yếm ở ngoài nè. Cái áo yếm gì thôi là đã ăn tiền rồi. Cái này phom to nha. Có khoảng 54-55kg đi nha. Thôi trời ơi cái này hơn nữa đó. Có khoảng 58kg cũng bon chen được luôn nha mấy chị. Lấy thì comment giùm em là set vàng nha. Set vàng 58kg cũng bon chen được luôn. Cái áo rất là đẹp mấy chị. Phom rất là đẹp luôn. Set vàng nha. Giải quá đẹp. Cái đầm có rồi mấy chị ơi, đừng comment nữa. Cái đầm hồi nãy có người chốt ở phía trên rồi, em thấy số điện thoại rồi, em bán qua tới set jean luôn rồi mấy chị. Sao giờ comment đầm nó mới nhảy lên nè, nó quá trời chậm rồi nè. Set vàng, trời bên chị lên tới set vàng cho chị. Mấy tới set jean. Trời ơi. Rồi bên này lên set vàng. Còn đây mấy set vàng. Mấy chị ơi, xin chấm đi sao mạng em không có thấy gì luôn. Đây là một cái áo nhung nha. Áo nhung phân này nhỏ thôi nha mấy chị. Cỡ khoảng 48kg thôi nha. Quần quá đẹp. Rất là đẹp luôn. 48kg bằng cái set này đẹp nha. Ai lấy thì comment giùm em là set sọc đi nha. Set sọc đi nha. Áo của nó là nhung nha mấy chị. Bằng nhung nha. Đó, set sọc nha. Đó. Thay bộ đó cho. Em thay ra đi, tại bán rồi. Đi kiếm bộ nào đi, em thay ra cho. Giờ set nhung nha. Ai lấy thì comment giùm em set nhung nha. Cái quần rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Đây cái quần ở dưới đây nó còn kiểu nữa nè. Mấy cái này em thay cho thay vô đâu cũng được đâu.
tại vì nó đủ size, có size mặt vừa, có size mặt không vừa. Nãy Vi Nguyễn có cho số điện thoại cho chị, Vi Nguyễn lấy cái đầm á. Nhung Linh chút một cái nhung nè. Vi Nguyễn cái đầm 119.000 á. Không thấy à. Ai chưa cho số điện thoại thì cho số điện thoại, đây là set đùi to nha. Ôi áo hoa trẻ trai dễ thương quá nè. Rồi ai lấy thì comment giùm em là áo hoa đi. Set này là set quần đùi, sau này là ôi set quần đùi có cái yếm nữa. Giấu quần hả? Không à, có cái yếm ở trong nữa. Vậy như giấu quần. Dạ nghe dạ. À, quần váy hả? Quần váy á. Nó hơi, chị cho một cái kéo thôi. Em bị dính đây. À, ai lấy thì comment giùm em set set quần đi nha, quần trắng giáo hoa nha. Size này là size L đó. Size L em đọc size đó mấy chị ơi, size L đó, quần trắng giáo hoa nha. Chị Nguyễn Mỹ Thu một cái quần đùi trắng nè. Đẹp lắm nha chị Mỹ Thu. Cái đùi này đẹp lắm. Nó đẹp lắm trời. Ừ. Còn còn khỏi cái. Có một cái một. Ôi trời ơi, cái áo này để bận ở trong nè. Đây là size M nha ha. Tiếp tục có cái áo ren này bận ở ngoài nè. Size M nha mấy chị. Áo bận ở trong, áo ren bận ở ngoài nè. Chân váy nè. Trời ơi, size M nha. Nhìn cái chân váy ăn tiền chưa. Cái chân váy thôi đó ăn tiền rồi. Ai lấy thì comment giùm em là chân váy đen đi. Xét chân váy đen nha. Cái chân váy này chỗ khác đã bán 120.000 cái chân váy rồi đó mấy chị. Đây này là size M nha. Ai lấy thì comment xếp chân váy đi. Cái áo rồi dễ ren rất là đẹp nè. Nè tay nè ha. Nhưng mà có nó là size M thôi. Em thấy size M cũng dễ mặc mà. Không thấy rõ nha Thúy Nguyễn hả? Chết cha mạng lại bị mờ hả mấy chế. Sao mờ quá em không thấy gì nữa. Mấy chế thoát ra vô lại với cho em đi. Không lẽ em lên có mạng nhà em ta. Chào chị Mai Trinh. Nâng cấp có mạng. Mờ quá hả? Mấy chế thoát ra vô lại với em đi, mạng nó bị cái gì á. Ờ dạ em like 24/7 giờ nghe mấy người. Mấy chế đón xem giùm em nha. Trời ơi, lại thêm một cái set nhỏ nữa nè. Lấy để bận một cái luôn. Cái này là size S thôi nha mấy chị. Có khoảng 44-40kg trở xuống là mặc đẹp nha. Ai 40kg hả lấy nha. Chào chị, chào chị Mai Trinh. Đây, ai 40kg á, 40kg có con cháu gì 40kg hả lụm cái set này về nha. Set trắng 40kg. Set này đẹp, thật sự rất là đẹp. Nhưng mà nó size nhỏ. Mạng bữa nay nó bị cái gì á mấy chị ơi. Em thì không thấy mấy chị comment. Mấy chị thì thấy em mà câm à. Sao buông bén vậy trời. Dạ hết rồi chị Phan Yến ơi. Nãy em đọc mã số 5 cho mấy chị comment rồi đó chị. Mua mẫu khác đi. Đầm em còn có cái hình như là có cái hoa khác á. Đây. Cái này là sau lưng nha mấy chị. Ngoài trước của nó có một cái in nhỏ ở đây nha. Sau lưng đẹp nghe chưa. Đây là cái quần thể thao quần màu tím nha. Đó. Ai cũng bỏ mình bởi chị ấy chứ không khen nè. Ừ, bởi chị ấy khen cái quần. Chị Hương Trang khen cái quần. Bây giờ có cái quần nhưng mà cái áo nó phối khác nữa nè. Cái áo sau lưng đẹp lắm luôn á. Ngoài trước nha. Cái này giống như set thể thao. Ai lấy thì comment nha. Mày là quần tím đi. Set quần tím nha. Size này là size M mấy chị ơi. Size M nhưng mà cái dây buộc tháo ra được nha. Giải quần nó giống như là cái giải nhung vậy, nó lạ lắm. Cái giải quần này đẹp. 50kg hả em? Trời, xét 50kg hả? Đợi chị tìm cho mèo xa lem ơi. Cái mẫu đó được không? Cái mẫu này 50kg bận được nè. Cái mẫu này 50kg bận đẹp đây nè. Mẫu quần tím. Tại vì cái hôm bữa chị khách kia chị mua cái quần này rồi á. Nhưng mà nó phối với cái áo khác á. Giờ bắt khen quá trời luôn. Đẹp nha. Tại cái này tôi mê bông. Lấy là cà rổ bông. Chân váy nha mấy chế. Nó đẹp nó lại xay nhỏ nè. Này chỉ có vân vịt thôi ha.
to hả chị? Em bóc ngay mấy cái to hồi nãy giờ quần á, thì quần size to có 60kg nhiều nha. 35-70, ai eo 70 thì lụm cái này nha. Eo 70 nha. Eo 70 thì lụm. Áo thun thôi, nhìn cái áo dễ thương nè. Eo 70 sao vô nè. Con quân vật á. Đó. Ăn tâm đi nha, áo mấy chị đừng có sợ chật nha. Sợ là sợ cái eo của cái chân váy này thôi ha. Sợ cái eo của cái chân váy này thôi ha. Đây, thấy chưa, đẹp chưa? Lấy thì comment giùm em là chân váy đi. Chân váy này sao cái eo nó nhỏ quá, 70 à. 70 là eo là nhỏ. Mà cắt eo 70 được, 20kg eo 70 được. 50kg nè. Tôi có 40 mấy kg mà tôi còn 70 mấy. Eo bao nhiêu chị? Eo kim tho hả? Dạ cái eo này có 70 à chị ơi. Cái eo quần, cái eo chân váy này nhỏ nè, có 70 à. Để em tìm mấy cái bự bự á. Mẹ nó bị gì á, nó lại chân da chân vô cái này gì vậy? Hờ ơ là hờ ơ hà. Không, giống một cái chùm to nha mấy chị. Cái chùm to nha, cái này là để thắt lại nha. Cái chùm này 60kg bằng vô tư nè. Cái chùm này 60kg bằng vô tư nha. Ai 60kg thì lượm cái chùm đen này đi nha. Comment giùm em là chùm đen nha. Mà sao có cái quần của nó đây ha. 60kg là lượm cái này về ngay đi. Mấy cái chùm mà mấy chị kiếm 60kg, 65kg hiếm lắm. Sợi dây thắt cái đai cũng rất là đẹp nè. Nó may cực kỳ sắc sảo luôn á mấy chị. Đẹp lắm. Trời ơi đúng là size S của người nước ngoài á. Có nện nữa ghi size S. Cái này 60kg, chum này của dành cho mấy chế là 60kg nha. Mặc giống như là một cái áo, mặc giống như là một cái áo dấu quần luôn á. Áo dài dấu quần luôn á. Xem cái bọc bự đi. Xách đen, xách đen. Giờ chum cho Trung Anh Nguyễn á. Trung Anh Nguyễn cho em số điện thoại đi Trung Anh Nguyễn ơi. Chum có rồi hả chị? Rồi có đơn rồi. Đầm hoa nhí tay ngắn không? Dạ có chị ơi, đầm hoa nhí tay ngắn có nè, em nhìn thấy là có nè, để em lên từ từ. Ủa mày là cái gì giấy mà cũng điệu đà dữ vậy hả? Rồi cái này dạng như cho mấy chế nè, trung niên nè đó, lấy thì comment giùm em là hoa xanh nha, giải rất là đẹp luôn. Ê, giải giải là von lưới nha, cái này dành cho mấy chị trung niên nha. Ê, sang lắm. Không sang là không lượm tiền của mấy chị luôn á. Trời ta coi mặc vô ai biết này 95 ngàn trời. Vô shop treo nó hút mấy chị mấy trăm ngàn. Sao đẹp chứ. Mà chị cầm giải ra. Mà sao về mình nó hơi cứng với mình không? Mình thì mặc hơi cứng tuổi. Mấy cái này là có phải 45 ngoài bận rất là đẹp. Sang cực kỳ sang luôn mấy chị. Giải đẹp quá ha Ngọc ha. Ừ. Rồi xong cho bạn Khải Nhung nè. Khải Nhung cho liền số điện thoại với chị rất là đẹp. Khải Nhung ơi mua về mà mấy chị nào mà chê gửi hàng trả lại cho em cái này luôn đi. Về để cho mẹ em mặc luôn. Khải Nhung. Cái đầm nữa nè, cái này là đầm gì nha. Ô cái này là một cái quần nghe dạng như quần. Trời ơi đẹp dữ thần như trời. Cái này có khoảng 54-55kg vô được nha mấy chị. Thấy số điện thoại của bạn Khải Nhung nha. Đẹp lắm cái Khải Nhung. Ủa cái đầm xanh đẹp. Rồi ai thích xịt tay thì lấy cái này về. Đó. Các chị nhìn nè. Mặc vô bá chế quần chét luôn. Nó là quần ống rộng nha. Mặc vô giống như là một cái váy luôn nha. Đây. Lấy thì comment giùm em là quần hoa đi ha. Xếp quần hoa đi. Áo đỏ nè. Áo này là áo gấp tớp nha, size này là size M á. Áo gấp tớp size này là size M. Cái này là cái này là có khoảng 52kg bận đẹp nha. 52kg bận ôm. Còn rộng rộng, em mặc thì rộng lắm. Em có 47-48kg. Khải Nhung lấy cái quần nha. Rồi Khải Nhung lấy cái quần này nữa. Đẹp lắm, cái quần này đẹp lắm. Tiếp tục một cái set này đẹp nữa nè. Shop ở Củ Chi, Hồ Chí Minh nha bạn Thảo Ngô ơi. Ảnh như ông nói cho nhầm địa chỉ luôn. Ôi trời ơi, có cái quần nữa đẹp luôn. Dạ. Dạ, Khải Nhung ơi cho em địa chỉ đi Khải Nhung. Cái này là size L nha mấy chị.
bao đẹp cho mấy chị cái xét này luôn. Ôi lượm tiền cái xét này đi, rất là đẹp, rất là đẹp. Cái quần thôi là đã ăn tiền rồi đó. Đó, xét quần nha, ai lấy thì comment giùm em là xét quần ngắn nha. Mẹ sao em ơi, quần rộng có chị Phải Nhung lấy rồi. Rồi nha, ai lấy thì comment giùm em quần sọt đi. Ở ngoài nó giống như một phai môn nha chị. Đây, có ai tin cái quần nguyên cái xét không? Cái màu đó đẹp. Size này xem L, ở ngoài giống như một phai môn. Ở trong nó may nè, mấy chị nhìn kỹ đi. Rồi xét L cho Trung Anh Nguyễn nè chị. Xét đùi hết rồi chị Ngôn Trang ơi. Trung Anh Nguyễn comment trước rồi. Cái xếp quần đẹp quá, trời đẹp. Cái áo thôi là hay đã ăn tiền. Cầm cái quần giả lót trong nước mưa nha. Trời đất ơi, cái đầm này, có ai tin cái đầm này 95 ngàn không mấy chị? Rồi nha ha. Hết rồi chị Ngôn Trang ơi. Bạn mèo cũng có tên. Rồi thấy địa chỉ của Phải Nhung nè. Rồi cái bạn gì ba chữ đó, cho xin địa chỉ luôn. Ai cho em địa chỉ, cho địa chỉ nha. Ai lấy cái váy trắng này, comment cho em váy trắng. Váy trắng là cỡ khoảng đó. Bạn ba chữ là bạn Trung Anh Nguyễn. Trung Anh Nguyễn ơi, cho xin địa chỉ nha. Mai Trinh hết xét quần sọt đó chị. Mai Trinh mặc cơ mặc ôm lắm nhưng mà em hết rồi. Rồi ai lấy xét đầm trắng này, comment giùm em là đầm trắng nha, đầm gan trắng nha. Nó mai mà không đẹp mấy chị trả lại cho em thật sự luôn. Nếu mà mai không đẹp trả lại cho em luôn. Xét này là size này là cỡ khoảng để em canh coi 50kg bạn vừa nha, 50kg nhất chất 51kg bạn đẹp nha. Rồi ai lấy thì comment giùm em là xếp váy trắng đi. Để ngoài canh mặt cũng đẹp, cái cổ này đẹp quá. Cổ này nó làm rất là đẹp luôn. Váy trắng cho chị Nguyễn Mỹ Thu nè. Chị Mai Trinh lấy cái bó chị không vừa quá ha. Chị Mai Trinh cái quần nó không vừa nè. Rồi tiếp tục cái quần ống rộng nữa nè mấy chị ơi. Cái áo là đã ăn tiền cái áo rồi. Trời ơi cái áo sang tay thun nha mấy chị, thun sang tay nha. Cái áo vặn có cái chất cơ bên đây nè. Trời ơi đây ha. Bạn vô nó hở một bên cổ như vậy nè. Không hở nhiều, nó hở một chút xíu. Đó, cái quần ăn tiền cái quần luôn ha. Đây, xét quần hoa nữa nha. Ai lấy thì comment giùm em là quần rộng hay quần hoa gì cũng được. Bạn vô là ăn tiền luôn đó chị. Quần rộng hay quần hoa gì cũng được nha. Cho mấy chị coi cái quần này. Sợi dây này thắt ra, thắt cũng được mà gỡ ra cũng được nha. Rồi xét quần hoa nha, quần hoa, quần lá gì cũng được nha. Xét này là size M đó mấy chị. Xét này là size M nha. Size M. Size M, ai thường thường mặc size M thì lụm nha. Áo đẹp lắm, cái áo rất là đẹp luôn. Tầm 58kg hơn Nguyễn hả? Em dơ cái nào em nói số ký của cái đó chị ơi. Nó nằm một bao bên đây nè. Không biết cái nào với cái nào hết trơn. Xin quần lá nha. Đấy thì comment giùm em là quần lá đi. Cái quần quá đẹp. Quần lá. Trời ơi không, ai comment cái quần lá này chứ vậy. Lên tới cái quần lá cho chết. Trời ơi, quần lá này đẹp chứ chết. Lên nè, máy của chị lên mở bên đây chưa? Bên đây còn cái đầm chán. Quần lá rất là đẹp luôn á. Trời ơi, cái này nó giống cái nãy nữa nè. Rồi cái đầm giống kiểu như đầm của em mặc nha. Nó là giống kiểu đầm của em mặc nè. Nhưng mà nó là size to nha, có khoảng 54kg bạn đẹp nha. Lấy thì comment giùm em là hoa xanh đi. Thúy Dân lá. Rồi Thúy Dân một cái lá nè. Lá đẹp lắm chị Thúy Dân ơi. Bận vô em bao với mấy chị luôn, đi đâu mà đụng hàng trả lại cho em. Này chị Thúy Vân lá thấy rồi nha. Ai lấy xếp hoa này comment hoa. Cái đầm này giống như cái đầm em mặc nha. Nhưng mà 54-55kg á. Rồi Thúy Vân ok nha chị. Thúy Dân này có quen không? Cho em xin số điện thoại đi mọi người. Camaro lấy cái hoa xanh. Camaro lấy cái hoa xanh nè. Của chị Camaro. Ủa Camaro này tôi có đơn không? Ừ Camaro có đơn cũ á. Ai có đơn cũ thì ấy. Cái Dân này có quen không? Cái Dân cho em xin số điện thoại với địa chỉ đi. Xeo xét này cho mấy chơi nha. Xét này là phong to nha mấy chị. 70k nha. 70k 70k nha.
Ai lấy thì comment set quần 70 đi. Quần này trời không có to đâu mấy chị ơi, có khoảng 50kg hoặc 52kg nha. Quen gái ơi hả? Bao nhiêu? À, Tú Anh Nguyễn ơi, đồng giá. Đồng giá 95k nha Tú Anh Nguyễn. Rồi ai lấy set set quần 70k comment. Em thấy cherry hình comment kìa. Ý nhầm báo lên hả Chamorro? Chamorro thấy số điện thoại nha Chamorro. Rồi ai lấy set 70k comment 70k sale cho mấy chị luôn. Cái quần này là quần quần bò nha, dạng như quần kaki bò nha. Màu của nó ở ngoài của nó là màu nâu tím á. Form này là cái dạng như form rất là men, áo này bận rất là men. Áo này là pha lưới nha, có giải lưới nha. Ở trong mấy chị bận một cái áo ba lỗ, không là áo dây nó đẹp hơn nha. Vậy là cái thứ dân này là quen đúng không? Ừ. Cái dân hình như em có nhắn tin rồi. Cherry hình nó nhầm báo lên là sao ta? Em đọc cái comment nó cho đi. Hôm qua em mua ba cái áo thun sao không thấy gọi em hay inbox gì vậy chị? Chưa ba cái áo len. Ba cái áo len hôm qua chưa đi đơn rồi, đợi gộp hôm nay đi đơn luôn nha mấy chị. Đợi hôm nay đi em đi đơn luôn nha. Trời ơi. Trời ơi, ở trong mấy chị ơi, ở trong bận thêm một cái áo không? Cái này là size L hoặc XL luôn nha ha, size L hoặc XL. Cái bà ra ngang quá. Đúng rồi, nó là da bẹt dai nha mấy chị. Nó là dạng bẹt dai nha chứ không phải cái cổ của nó bị vậy nha. Đây, cực kỳ sang luôn. Sang lắm, ai lấy thì comment giùm em set vest đi, nó là set vest nha. Giải của nó cái trời ơi, nó là giải vest nha mấy chị, ở trong mà mai lót nè. Giải vét nha, giải này là giải vét nha. Nút này tất cả tháo ra được hết luôn nha mấy chị. Nút trong, ở trong có nút luôn. Tất cả ở trong có nút luôn. Rồi ai lấy comment giùm em vét đen đi. Nó là một cái áo vét đó. Tắt ra mình bận em mặc mặc. Chúc em bận cái này rồi. Ừ, đẹp quá trời. Giải của nó sắc sắc con bà đẩy. Ủa giải cái sắc đen đẹp quá. Đưa cho mình nhồi lại nữa nè. Trời ai lụm cái sách đen nên mấy chị ơi, lụm về mà xấu trả lại cho em. Mẹ sao đen lấy cái đen kìa. Nhưng mà giọng không trời, mẹ sao đen mà giọng không mà sao đen. 50kg á. Hơn 50kg nha, cái này hơn 50kg nha. Nó là set vest á, nó rộng nha. Bạn là lạ luôn, bao lạ. Cực kỳ lạ, đụng hãng đâu trả về liền ha. Đây là set L nha. Ô, cái áo này bị lỗi rồi mấy chị ơi. Rồi, áo này bị lỗi rồi. Xe cái quần này cho mấy chị luôn nha. Ai lấy cái quần thì comment cho em quần 50k luôn nha. Quần thôi nha. Áo gì vậy? Dạ, em bán đồng giá chị Thúy Dân ơi. Đồng giá 95k, xếp đen cho bạn mèo Salem nè. Rồi ai lấy cái quần 50k thì comment dùm quần 50k đi. Tặng kèm cái áo, cái sau nó bị tước chỉ á. Nó bị tước chỉ về bạn được, bạn không được thì lấy giùm em cái quần 50k. Rồi, tặng xe. Dạ, mèo Salem 52kg chắc hơi rộng đó nha mèo Salem. Không phải rộng đâu mà là cái dạng cổ của nó là bẹt vai ha. Ở dưới đây thì ôm á. Cái áo nó bị gì? Cái áo này không phải sao, nó bị tước chỉ nha. 54kg, 1m61, Thúy Vân chắc vừa nè. À. Rồi ok nha mèo Salem. Rồi ai lấy cái quần này là size M nha, 50k nha. Quần 50k tặng cái áo luôn nha. Tại cái áo nó bị tước chỉ hơi và bạn thoát ở ngoài đi nắng cũng được không chị. Cái đen nó sang lắm nha. Bạn này sao lên phần đen trước rồi. Quần em vừa không chị? Cái đó là váy. Cái quần vừa. Cái quần là cái quần này hả? Ừ. Cái quần này thôi, quần này có khoảng 48-50kg thôi. 48-50kg bán 50k là bán như chết luôn, ổ chết luôn. Ở đây là một cái chân váy nha, chân váy dài nha mấy chị. Ai lấy thì comment cho em chân váy nha. Cái này có khoảng 54kg. 54kg trở xuống mặt đẹp. Ơ, đúng rồi, nó là cái chân váy. Size này 54kg trở xuống mặt đẹp nè. Đó. Sang lắm mấy chị. Ở cái chân váy đó ăn tiền rồi. Sang lắm nha. Giải nó không phải giải cồm cồm mà giải kỳ cục thôi chợ đó mấy chị ạ. Chân váy nha, ai lấy thì comment giùm em xếp chân váy hay xếp sọc đi nha. Size nó là size M đó, có khoảng 54kg trở xuống mặt đẹp.
lên tới hết, lên tới cái quần chưa? Tôi chạy lên cái quần bên đây chưa có. Thì còn phía chân. Cái mạng đó em chạy. Quần em vừa không chị? Của mẹ sao lem hả? Quần này vừa nha. Ơ à. Ủa tủ, comment tủ á. Ờ nhìn này. Rồi ai lấy cái set chân váy sọc này comment giùm em là chân váy sọc nha mấy chị. Đẹp muốn chết luôn. Ôi cái áo này đẹp nha, mà nó bị ủng. Ừ bị ủng quá, cái áo bị tức chỉ rồi sao rồi. Rồi cái này là size XL nha. XL, ai XL thì lụm nha. XL là 60kg vô tư. Chưa đem coi chân váy của nó. Trời ơi cái này là cái yếm đó chị ơi. Cái yếm lên cái áo không sao. Đúng rồi, cái yếm lên cái áo nó che đậy lại cái áo hết rồi. Đó yếm nha, ai lấy thì comment xích yếm nha. Cái này không phải nút nút một nút một bên nha, chứ phải chính giữa đây nha mấy chị. Cái này có khoảng 52-54kg bằng đẹp nha. 54kg, 55kg, nhất nhất thì 55kg nha. Lấy thì comment giùm em xích yếm đi. Ai cao thì đó, xích yếm. Cao lên 56-57kg. Xích yếm thì rất là đẹp luôn. Cái áo đừng lo rộng, tại vì mình mặc yếm á, cái áo rộng rộng vậy nó nó mới phải hai bên đây nó đẹp nha. Phải nhung một cái yếm nè. 57kg bận vừa chân váy sọc không hả? 57kg chắc ôm á nha Hân Nguyễn. 57kg cao như cao mét, cao mét 6263 thì ok nha. 57kg mét 6263 ok. Chân váy sọc đẹp lắm. Lấy em xếp chân váy đen áo ren mới nãy. Chân váy đen áo ren. Sao mà bạn hay chứ vậy? Phải cái này không? Đẹp lắm. Đây cái chân váy đen nè. Áo ren là hai áo luôn, một cái áo yếm ở trong cái này nha. Đúng không? Đúng thì ok nha, lavender tím. Đẹp quá à. Sao nãy không lụm bây giờ lụm. Hình như cái này á ok nha. Hoa đây. Dễ thương nè. Để bằng. Dễ thương nó mới nè. Đẹp lắm mấy chị. Cái này là gì trời ơi, mấy cái này 50-mấy kg vô vô tư nha. 58kg gì vô vô tư nha. Đấy thì comment giùm em là yếm hoa đi, nó là cái yếm hoa. Mèo quá. Rồi cái áo thôi là đã dễ thương rồi. Đây lấy thì comment giùm em là yếm hoa nha. Đó xuất sắc chưa. Trời ơi ngọc cái này đi chị Hương, chắc chị Hương nhận luôn. Dễ thương nếu quay như cái đám đó. Dễ thương muốn chết luôn á. Dễ lộn. Chân váy đen hết rồi. Chân váy đen có bạn lavender tím lấy rồi Xuân Anh Nguyễn ơi. Rồi cái này là set yếm hoa nha. Ai lấy thì comment giùm em là yếm hoa nha. Set chân váy đen yếm bạn. Yếm hoa này đẹp quá. Thanh em hả mặc được gì hả cô? Trời ơi nãy giờ set một đống luôn á Thanh em. Nãy giờ cái này. Trời món 8 gì mà có còn sớm à. Đẹp mà sao lem nha. Ý cái gì đưa đây con mèo mèo đó. Thảo Bi đem hết rồi ý. Em mà sao lem comment trước rồi. Bụi lắm cái này, bụi nha. Cái này ôm thôi nha mấy chế. Cái này là có khoảng 48-50kg thôi. 48kg trở xuống là đẹp nè. Đó là bụi. Cái áo ở ngoài đây ha. Bạn vô giống như hot girl, mấy đứa hot girl giống như mấy chị. Theo cho mấy chị cái này 75k. Ai lấy thì lụm ngay. Comment giùm em là 75 đi, lại biết cái mã 75 luôn nha. Mã 75. Mà nó nhỏ quá. Nhỏ, cái này có khoảng 48-49kg trở xuống thôi nha. 48-49kg thôi nha. Phong xuân chị nghĩ nó phong xuân nè. Đó, 48-49kg nè. Mã 75 nè. À, mạng yếu hả? Mã 75-75k luôn nha mấy chị. Cái đầm này về bận cái đầm thôi cũng đẹp nè. 75.000. Cái gì đâu kiếm cái mà. Thích quá ha ha kìa. Mẹ kiếm hoa, lấy kiếm cái hoa đẹp muốn chết luôn. Từ từ em còn mẫu nha mấy chị. Từ từ. Này là gì đây ta? Không có mã.
mà cái áo len ở trong, cái áo ren ở ngoài nha, cái áo len trong, cái áo ren ngoài. Rồi cái này chung với cái chân váy jean này quá ha. Đâu rồi chân váy jean nó lọt đâu rồi mấy chị ơi? Cái này nó riêng rồi em cũng không biết luôn, ai lấy cái này thì theo 50k nè. Áo ren nha, ở trong là áo len, ở ngoài là một cái áo ren lưới nha. Lấy thì comment giùm em áo 50 đi. Size này có khoảng 55-56kg nha, bạn đẹp nha. Cho xin chấm đi mấy chị. Xin chấm mấy chị, sao cái mạng kỳ cục quá, chắc hai mạng khác, đổi đổi nhà mạng đúng không? Mạng gì đâu, đáng đáng chết. Áo 50, áo 50 ngàn luôn hả chị? Ừ. Áo 50 ngàn luôn nha. Tiếp tục một cái chân váy nữa nè. Chân váy đen nha, chân váy này là size M nha mấy chị. À, giống cái nãy. Giống hồi nãy nha, nhưng mà áo khác nha. Áo màu khác. Ui, áo cái màu, màu này giống màu phai môn. Canh nè, kêu bạn gì bán canh. Trời ơi, canh nha mấy chị. Đây, đây cái áo thôi là đã ăn tiền rồi ha. Cái áo thôi đã ăn tiền rồi, khỏi cần tính mấy cái chân váy nữa. Trời ơi, có ai 95 ngàn không? Đây, đó, lấy thì comment giùm em là set gì? Quần đi, set chân váy đi, chân váy đen nha, chân váy đen nha. Cái áo thôi đã ăn tiền rồi. Áo cổ sơ mi nha, trong có khối lưới nha. Mặt là giống như bẹt vai vậy. Chị cái này. Set chân váy đen nha. Nó bị dính nha chị. Rồi lấy thì comment giùm em là set chân váy đen nha mấy chị. Nó không có bị dính chị. Mà biết cái cục chỉ nó rớt lên em cũng thấy đường luôn. Cao quá đẹp. Cái đó là mấy chân mấy chục ký. Cái này size M á. Chân váy đen này là size M nha, chân váy đen size M. Không ai thôi lấy cái này là mình lấy luôn. Mình thấy là nó đẹp lắm mình bận. Uống miếng nước đi, tôi xin phép miếng nước đi. Ủa cái này là một cái chum nha mấy chị. Chum đỏ, chum bóng rộng nha. 95k luôn, ai lấy thì comment giùm em là chum đi nha. Chum này là size M nha mấy chị. Sao cài nút giùm em. Size M nha, cỡ khoảng 52-53kg bằng đẹp nha. Giải rất là đẹp, cái chum này giải rất là đẹp luôn. Không lấy là uổng tiền thiên hạ. Ê, mới đụng cái con ấy kìa. Cái lái hả? Ờ, không sao. Ê, chum nó bị mờ thiệt. Mờ lắm hả chị? Ừ, trên máy chị rồi chị Thảo Biên nói mờ kìa. Cái này em đây. Không, nãy thì đâu có đỏ lắm. Của em đỏ lắm mấy chị ơi, em không biết sao nó bị mờ luôn á. Chết rồi, bớt mờ rồi. Chắc mấy chị đụng rồi. Mấy chị thông cảm xem bữa nay đi, bữa sau em đổi nhà mạng. Để xem đi lại, em đổi lên nhà mạng khác coi. Nhà mạng này làm ăn sao được nữa trời. Cái chum đỏ nha. Rồi cái này là một cái ống nha. Bận bận thành một cái ống nha. Nhưng mà nó có cái áo này nữa, đừng có lo. Đây là size M nè. Đó. Trời ơi, bận vô xét thể thao luôn nha mấy chị. Bận cái áo này. Ờ, không tưởng tượng được. Cho nó. Bây giờ làm sao. Đây, đó. Khổ ghê vậy. Bận cái này phát vô như vậy nè. Nha mấy chị, phát vô như vậy nha. Cái này giống như là một cái ống chum vậy đó. Ha. Lấy thì comment giùm em là xếp vàng đi, cũng không biết kêu là gì, nhưng mà cái áo khoác ở ngoài là đã ăn tiền rồi. Phong cách Hàn Quốc. Ủa, xếp nợ áo dài dài. Cái áo này nó dính dơ chút xíu về mấy chị giặt cho em nha, không có sao đâu, sale cho mấy chị 90k nha. Không có bị dơ, không có giặt ra hết trơn à. Tại vì này cái này đó em để trong đây nè, nó nằm ở dưới chắc nó dính bụi á. Lấy thì comment set vàng 90k và giặt giùm em nha. Đẹp quá. Mờ quá cho em xin chấm đi mấy chị ơi. Dồi luôn, sắp văng giá trơn rồi. Hết rồi, hết mờ. Tuyệt quá ta. Trời đất ơi. Áo chảy vai nha mấy chị. Cái quần ngày mai kiểu nha, quần chắc nỉ mai kiểu chứ không phải là bề trái đâu nha. Bề trái thì không thể nào làm được cái kiểu của cái túi này hết trơn nha mấy chị. Quần này là dạng như quần lót bông nha, quần nỉ lót bông nha.
Size này là size M á. Size này là size M nha. Ủa bận vô. Có màu rất là ăn tiền luôn. Đấy thì comment giùm em là áo áo xanh đi, set áo xanh đi nha. Trời ơi cái áo đó ăn tiền. Đẹp lắm nha mấy chị, set áo xanh nè. Cái quần này là quần lót Mỹ nha. Ai ở miền ngoài á, miền Bắc bây giờ nó vô mùa lạnh á, lượm mấy cái quần này về bận là sướng luôn. Ai ở miền ngoài là lượm mấy cái quần này về bận. Bận giống như là quần tất, giữ ấm cực kỳ. Quần tất cái quần tất lót Mỹ bây giờ. Rồi luôn, khách em đi hết trơn rồi, còn 20 người xem. Chắc bữa sau em thay nhà mạng luôn á. Chị cột chị trời. Ai chưa kết bạn thì kết bạn với em nha mấy chị. Đàn em có bị thoát like á, mấy chế vô xem lại giùm em nha. Lên chút một xét xanh nè. Bây giờ ai mới vô trên chấm 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 đi. Rõ rồi. Sao anh nói gì nó rõ rồi. Mà không có thấy khách. Hồi nãy giờ tao chấm cũng nhiều nha. Ô một cái hoa nhí nha. Lấy thì comment giùm em là hoa nhí nè. Cái dây này dây buộc nha. Buộc eo. Tôi dễ thương ha. Lấy thì comment giùm em là hoa. Hoa nhí đi. Hoa nâu hoa vàng thì cũng được cho mấy chị xét hoa nha. Hoa nâu hoa vàng cũng được. Thảo Bin lấy xét xanh kìa. Cái xanh đẹp lắm. Ở ngoài thì lụm nha mấy chị. Lạnh thì lụm nha. 95.000 em bán rẻ quá trời luôn á. Dạ để em tìm thay lớn thì chị ok. Hoa hoa làm hoa nhí nè. Lụm lụm mấy cái khác thay lớn rồi chị chả biết nó đâu luôn. Các bạn nhìn sưng sưng có sưng mà sưng. Ô thay lớn mới nói thay lớn có thay lớn liền nha. Cái này có khoảng 56-57 ký bằng được nha. Để em coi cái quần nhiêu ký. 50 đầm em bận hết rồi. Cái đầm em mới dơ lên 57 ký vừa nha. Phan Thị Tình. Phan Thị Tình. Cái đầm nâu á. Rồi. Trời ơi một set thể thao nha mấy chị. Đây ha. Này nó dính nước dính bụi thôi chứ nó giặt ra trơn. Đẹp lắm. Cái này là cỡ khoảng 54-55 ký thôi. Nhích nhích 56 ký là bận được nè. 56 ký. Cái áo thì đừng lo. Cái áo thì vừa nha. Đừng lo. Khói vu xì nha mấy chị. Cái tay nó hơi nhỏ thôi, chắc cái tay này nó nhỏ. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là set set trắng đi nha. Cái này chắc cỡ khoảng 52 kg thôi nha mấy chị, tại cái tay nó hơi nhỏ chút xíu. Em canh sai cho. Chắc 52 kg. Cái bộ thể thao. Bộ thể thao cho bạn Khải Nhung nè. Cầm chỉ hết rồi Tình ơi. Khải Nhung chốt bộ thể thao nên thôi đẹp quá. Em hết set thể thao rồi mấy chế, từ từ em tìm set thể thao cho mấy chế luôn. Không to nha mấy chị. Cái này là một cái quần váy nha. Rồi còn là cái áo ống nha. Rồi một cái áo kim tuyến nha. Cái áo ống mặc ở trong cái set này là chắc là khoảng 65 kg nha. Ai lấy thì comment giùm em set 65 thấy nha Quỳnh Như. Hết set trắng rồi Linh Nguyễn ơi. Rồi ai lấy set đỏ comment giùm set đỏ nha. Set này 65 kg bằng vô tư. Set đỏ 65 kg. Ai 65 kg chuẩn bị đi tiệc ban đêm thì lụm cái set này về nha. Bận vô là lấp lánh đi, một vùng trời luôn. Chứ chị đến đâu thấy chị. Em hết rồi, sách trắng đồng giá. Giá em có ghi mọi người ơi, 95k giá em có ghi. Trời ơi, chị Ngọc nhìn nè. Nhìn thấy hình nó thích học chưa. Ăn tiền chưa. Trời thật ơi, cái thích học này là body nha mấy chị ơi. Ở khoảng 50kg thôi nha. Lấy thì comment giùm em là sọc 50 nha. Thích học này 50kg bằng đẹp nè. Quần 50kg luôn á. Quần này là quần đen 50kg luôn nha. Bạn ở nhà bao đẹp cho mấy chị luôn. Đẹp quá. Sao nó mỏng sao chứ. Cái quần hả? Quần này mỏng. Cái áo đẹp. Cái quần mỏng nha. Cái quần này mỏng mỏng, giải mỏng nha. Mặc ở nhà nha mấy chị. Quần đen này là giải mỏng nha. Lấy set sọc 50 thôi mấy. Lấy set sọc
Mấy chị ơi, sọc nhỏ chẹo không vừa đâu mấy chị ơi. Sọc này á, em nói 50 chắc em nghĩ, em suy nghĩ, để em suy nghĩ có bao nhiêu là vừa để mặc mấy chị mất công đổi nè. Chắc mấy chị ơi, 47kg đi. 47kg nha, 47kg sọc nha. Ai lấy thì comment giùm em mã 47 đi. Em đọc số ký cho để mấy con bị lộn đó. 47kg nha, lấy thì comment giùm em mã 47 nha. Em thấy comment sẽ sọc nhiều quá nhưng mà sợ mấy chị bằng không vừa, tội mấy chị. Ủa sao cái phép này đẹp như chết em ai lấy nè. Cái áo thể thao với cái quần. Linh Nguyễn nó cũng cọc rồi, Linh Nguyễn nhiêu ký nữa. Mấy cháu ơi, nhiêu ký 47kg à. Ai lấy thì comment giùm em lại mã 47 đi. Mã 47 đi mấy chị. Set 60kg. Ô cái này giống cái set màu vàng hồi nãy nè. Không phải màu vàng, giống cái set màu kem kem gì hồi nãy nha. Rồi ai lấy cái sọc đó comment lại giùm em sọc. Sọc 47 nha. Cái này khoác ở ngoài nè. Trời ơi, ai mà chơi buộc cái này dưới đây cả. Cảm thấy thiệt chứ. Ôi trời ơi, nó buộc đây, nó đánh dấu lỗi nè. Bỏ cái đó đi. Rồi ai lấy cái dạng này là cái ống nha. Chum này là cái ống nha mọi người. Lấy thì comment giùm em là chum đen đi. Sale cho mọi người cái này 50k luôn nha. Cái bị lỗi rồi, 50k. 50k cái chum đen, cái chum này là size size L luôn á. Size L bằng dừa luôn nha. Chum đen 50k. Trời ơi, lại lỗ. Lỗ mà lỗ nhiều lắm. Lỗ mà còn lỗ nhiều. Ủa, giờ mọi người cái sọc này ai lấy, cái sọc 47kg ai lấy, cái sọc này rất là đẹp mà không có lấy gì trời. Cái bị lộn rồi. Rồi ai lấy? Rồi 57kg, tầm 57kg đây. Vui vui xuân đó. Bụt nơi giùm em nha. Ai rảnh thì bụt nơi giùm em nha. Đồng giá có ghim giá nha mấy chị. Rồi đầm này đầm phun suông nha. Đầm này là đầm phun suông nè. 60kg, 57kg gì 60-65kg hốt giùm em cái đầm này nha. Đầm đỏ dạng phun suông nha mấy chị. Ai có bụng có bầu gì đó con trang vô được hết nha. Đầm đỏ này 60kg bận đẹp nè. 60kg thì nó lụm cái đầm đỏ này nha. Chùm 65kg ôm. Chùm 65kg ôm nha. Ta nói thiệt cái mất công mua về á. Mua về mấy chị đổi á mèo xa lem ơi. Nói thiệt tình, nói thiệt tình. Cái chùm 65kg bằng ôm á, sale 50k nha. Trời ơi. Để cái đó bạn đi. Trời ơi. Cái này không? Cái này bữa sau like cái nhóc rồi mà khỏi mua nè. Dục xuống. Xấu quá. Đầu bị lỗi. Nói thiệt á, nói thiệt thì cho mấy chế mua là chắc thì khỏi cần đổi tới đổi lui mà còn cũng còn bị bơm mà vậy mà cũng còn bị bơm. Rồi cái này 60kg nha, 58-60kg bận vô bao sang chảnh luôn nha mấy chị. Dạng hôm bữa mấy cái bạn hot girl đăng mấy cái đầm này nè, đầm hot girl xẻ nha, 60kg bận đẹp lắm. Ai trung niên thì hốt ngay nha, trung niên hốt ngay cái đầm này nha. Rồi, ai lấy cái đầm này comment giùm em là đầm xẻ đi, nó có xẻ ngoài trước nha. Đầm này cho mấy chị nào trung niên á. Đầm xẻ nha, đầm xẻ nha. Đầm xẻ, đầm xẻ. Cái đầm em mới xanh. Đầm xẻ nha. Trời ơi, giải này mịn quá. Đầm xẻ là trung niên nha. Đầm xanh, ý là đầm, thôi đầm xẻ đi. Để nó lộn. Đầm hoa nhí 48kg hả? Để em tìm á mấy chị. Ôi cái đầm xanh này đẹp lắm á. Chùa đi đám cưới à, bằng cái đầm 95.000 đi đám cưới luôn. Cái chơi thiệt chứ. Đầm xẻ chị Mỹ Thu rồi. Đầm xẻ chị Mỹ Thu nè. Đầm xẻ nó 60kg luôn nha chị Mỹ Thu ơi. Rồi cái đầm. Tiếp tục một cái đầm nha. Đầm này là size nhỏ thôi. Size nhỏ thôi. Đầm này là size có khoảng 54-55kg bận đẹp nha. Lại mời 54-55kg bận đẹp nha. Ai lấy thì comment giùm em là đầm hồng nha. Váy hồng, váy hồng 54-55kg bận đẹp lắm. Dễ thương lắm.
có 95.000 thôi. Cái chị không có tin được đâu. Nhận hàng về là không có tin được đâu. Giấu mất tiền. Xin lỗi. Xin lỗi. Em la muốn chết luôn. Trời ơi, giải này đẹp lắm nha mấy chị. Cái đầm này 48kg nha. Còn đuôi cá nữa kìa, mèo ơi, mèo luôn. Hốt đi. Nhưng mà nhỏ thôi. Trời ơi, cái đầm này 48kg trở xuống thôi nha. Ai 48kg thì lụm nha. Hoa hoa xanh 48kg ở dưới là đuôi cá mà thấy chưa. Trời ơi, 48kg nha mấy chị. Ai lấy thì comment giùm em là hoa xanh nha. Đẹp dữ thằng trời, mà con cái là xanh nhỏ thôi. Ai mới hỏi cái đầm. Dạ đầm xẻ hết rồi chị Huỳnh Hạnh ơi, 65kg đầm xẻ đó đẹp. Đặng Thị Huế thấy nha, Đặng Thị Huế ai lấy cái đầm xanh này comment hoa xanh nha. 48kg nè. Đầm phía sau bao nhiêu vậy? Đầm canh mặt là 120, còn bên phía bên đây là 119.000. Em bán sale đó mấy chị, bữa bán 130.000 đó, còn lại có mấy chục cái thôi. Cái đầm hoa nhí thì rất là đẹp nha, 48kg nha, không lượm đâu hết. Cái chị nào nói lấy bốn mấy ký đó, không thấy đâu, không thấy chắc ao rồi. Mấy chị xem like, mấy chị xem xét kiên trì, lát từ từ. Thảo Ngô một cái hoa xanh nè. Thảo Ngô có đơn cho chị chưa? Có đơn cho liền số điện thoại với địa chỉ nha Thảo Ngô. Trời ơi, trời ơi, kêu mèo đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy thì comment giùm em vàng nha. Vàng này là có khoảng nhất nhất đi 52kg nha. Vàng này có khoảng 50 thôi, 50 đi xuông gọng gọng cho nó đẹp. Còn ai thích ôm á thì có khoảng 52kg nha. Lấy thì comment giùm em là vàng nha. Lúc này lúc giả mấy chị ơi. Vàng. Vàng Thảo nè. Thảo Ngô số điện thoại. Thảo Ngô cho số điện thoại Thảo Ngô ơi. Đầm hoa xanh hết rồi, Tống Anh Nguyễn ơi. Vàng đẹp quá à. Vàng này có khoảng 50kg thôi. 50kg trở xuống bằng bao đẹp, 48kg là vừa người nhất luôn. Cái vàng đẹp ha. Đẹp, cái màu nó đẹp ha. Ừ, cái màu nó ngọt. Mà giải nó cũng đẹp luôn chứ. Để mình nó cái đó nó dài lặng. Vân vịt một cái bạn. Thấy số điện thoại của Thảo Ngô nha. Xếp quần jean nha mấy chị. Quần jean này là quần jean á. Ừ, cái quần này lại bị lỗi nữa rồi. Rồi ai lấy set này thì sale cho mấy chị cái nguyên cả set này luôn nha, 60k nha. Nói tiếng bị lỗi chứ mặc vô là không thấy đâu nha. Set quần này quần lưng cao. Size quần này là size 27 28 nha, 27 28 đó là quần lưng cao. Ai lấy set này 60k luôn nha. Sale cho mấy chị cả set này luôn 60k. Cái quần nó bị lỗi rồi. Lỗi mang tiếng lỗi là do nó bị chày nút thôi. Ha, nó bị chày nút thôi. Ai không lấy thì em sẽ ra bán cái áo thôi. Sớm giờ như dân dịch mới có con cá này. Ờ vậy hả? Dân dịch nó có đơn đó hả? Nó có con cá. Rồi anh, chị liền cái này ngoài giùm em. Để gì vậy? Cái nút nó bị chạy á. Sao ngoài vậy trời? Ờ, quần duyên là bị chạy nút à. Thì cục hói gì nữa. Bán cái này ôm. Ôm bận luôn. Ôm bận luôn á. Hoa nhí nha. Cái này có khoảng 50 ơ 52, 54kg đi, 54kg trở xuống mặt đẹp nha. Ai lấy comment giùm em hoa 54 nha. Hoa 54. Dễ thương nha mấy chị. Hoa 54. À cái số trước nó bị sai, có chụp số sau rồi. Rồi rồi có rồi nha Thảo Ngô. 54kg cái hoa nhí, hoa vàng. Lấy thì comment hoa vàng, cái giải hoa vàng này là không phải giải von. Nó giống như là nó giải cát cát vậy, nó không có giãn đâu nha mấy chị. Rồi hoa vàng nha, hoa vàng 54kg. Set này là set gì đây? Trời ơi. Ê cái áo đẹp quá ha, hơi bận. Trời ơi, nó tối lạ quá ha. Em ơi lấy set Quảng Châu là vậy chị. Hoa 54 cho Linh Nguyễn nè. Linh Nguyễn đơn mới hả chị? Có nè, có. À rồi. Có rồi. À, em muốn nhớ thì mất cái nhớ rồi. Đây là size set M nha, size quần M size M nha. M này là có khoảng 50
50 ký thôi. Tại vì cái ống này nó hơi nhỏ nè. 50 ký thôi nha mấy chị, 50-52 ký gì đó. Rồi lấy thì comment giùm em là set 52 đi. Set 52 luôn, mặt bao sang, ai công sở bằng bao sang luôn. Set 52 nha, cũng khoảng 52 ký luôn. Đẹp á thì là 48-50 ký, còn cái này là bao to đẹp. Cái quần này đẹp nhưng mà có cái ống này nó hơi nhỏ hơn ha. Đâu em vô rồi. Không, chị nghĩ chị bằng vừa á. Nếu chị bằng vừa thì 52 ký vô tư rồi. Chị bằng vừa. Rồi ai lấy thì comment giùm em set 52 đi. Sao đẹp như vậy, cho tôi đưa đi. Cho mấy bộ rồi đó. Mã 52 nha. Em vừa set này không hả mèo Salem? Em bận chắc ôm á nha. Bận chắc ôm mà cái áo nó lạ quá. Cái áo nó khói đẹp lắm. Ủa cho hết pin đâu. Chơi game đi không ơi. Rồi ai lấy comment giùm em set. Chẳng gì ngọc. Tắt luôn rồi, giúp cái chui nó ra đi chị. Chui nào? Chui điện thoại của em nó không ăn. Rồi mèo Salem em lấy nha. Rồi chốt cái đó cho mèo Salem đi chàng ơi. Chui sốc hàng. Tắt đi. Tớ thôi. Rồi mèo Salem chị ơi. Cái nào này cái mèo? Dạ, set 52 của mèo Salem nha. Hết rồi Linh Nguyễn ơi, set 52 em hết rồi. Cả hán của Huy Linh. Cá đẹp quá à. Cá nó đẹp ha, mà con cá nó nhỏ. Trời ơi, đẹp lắm luôn nha mấy chị. Cho ai lấy thì comment giùm em là hoa xanh nha. Hoa xanh này nó còn mấy cái vai nè. Đó, cái vai mặt của nó như vậy nha. Ha. Tôi chơi giật găng tắt đèn lại chim. Thế sao mày làm hả? Dạ, để em tìm nha chị Quỳnh Hạnh. Rồi ai lấy cái này comment hoa xanh nha. Cái này là cỡ khoảng 54 ký á, 54-55 ký gì đó ha. Comment giùm em mã 54 luôn đi. Rộng không? Mặc giùm em ở trong mặc cái áo dây ra mặc đẹp mà. Nhường hả? Để có ai lấy nha. Linh Nguyễn set 52 đó. Vậy là bạn này Salem nhường cho Linh Nguyễn nha. Chốt cái đó cho Linh Nguyễn mấy chị. Vậy cái này có. Rồi cái mấy chế nào comment set 52 sau Linh Nguyễn nó không có nha. Mà Salem nhường là em thấy kế tiếp là Linh Nguyễn đó nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là hoa xanh đi. Hoa xanh. Hoa xanh mã 54 là 54 ký bằng vừa luôn. Linh Nguyễn. Cái này nữa nè. Dạ. Gì đâu. Ôi cái này hoa xanh nữa, nó bị lộn. Đó, cho cái này. Hoa xanh cho chị Mỹ Thu nè. Trời ơi. Trời ơi. Cái này đẹp nhưng mà phơm nhỏ nha mấy chị. Đẹp nhưng mà nó phơm nhỏ thôi. Để em canh phơm nha. Rồi cái này ai muốn mặc đẹp á 48 ký thôi nha. 48 ký, 50 ký, 50 ký thì nó sợ thấy bụng nha. Mặc đẹp là 48-49 ký á. Cỡ 48-49 ký nha. Lụm giùm em mã 49 đi. Ren 49 nha. Ren 49 ở trong có lót, lót rất là mịn. Ren mà khói rất là đẹp luôn nè mấy chị. 53 ký vừa không hả? Linh Nguyễn 53 ký cái đó vừa không? Cao nhiêu? Cao nhiêu Linh Nguyễn ơi, cho là chiều cao đi Linh Nguyễn ơi, nhiều khách quá quên mất tiêu rồi. Rồi ai lấy giùm em cái này mã 49 comment giùm em là ren 49 hay mã 49, size 49 gì không được. 49 ký luôn á. Đây nãy chị gắn ra đúng rồi. Gắn cái này nè. Không cái nó hai chiều nào cũng được rồi, hết pin rồi. Trời ơi. Ừ. Trời ơi, cắm ở đây không ăn Ngọc ơi, cắm ở đây chưa có vô. Rồi vô rồi đó chị. Cắm cái này chưa vô. Chị đổ chua ghi phía trên đi chị. Đổ vô về nó tối nữa. Rồi nha, ren 49 nha. Ý Nhi, ý lộn Linh Nguyễn ơi, cái đó là nó ôm á. 52 ký là ôm, 53 ký là ôm nha. Thích mà ôm được. 1m56 hả vừa? 1m56 vừa hả? Ừ. Tại vì cao mà. Rồi nha. Ai lấy đầm này comment giùm em là hoa cam nha, nó là hoa cam luôn á. Size là size L nha mấy chị. Size L phơm là không suông luôn nha. Đây, bạn sang lắm nha mấy chị, bạn đi. Mấy chị bạn trung niên, bạn đi tiệc sang lắm nha ha. Ở ngoài sau xét hay đầm, ở ngoài sau tất cả đều là đầm hết Quỳnh Hạnh ơi. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là hoa cam đi. Size L phơm suông nha.
cỡ khoảng 50, cái này chắc cũng khoảng 55 kg. Cái tay đẹp lắm, dải cũng mịn lắm luôn. 53 kg, cam mét 56 vừa ở Linh Nguyễn ơi. Rồi nha, ai lấy cái này comment vô đây là hoa cam nha mấy chị. Các hoa cam này trung niên, cô là trung niên bận là bao đẹp luôn. Đầm hoa cam rồi, chị Mỹ Thu trước rồi mèo Salem ơi. Chốt thì chị Mỹ Thu đây. Cái đen, cái phông to thì có người lượm, cái phông nhỏ có người lượm hết trơn. Em lại ôm phông nhỏ. Trời ơi, bà mèo ơi, bà cam bà hốt. Cái này dây đẹp lắm nha mấy chế. Dây của nó dây chéo nha, sau lưng hai dây chéo luôn nha. Mặt chung với cái chế bận. Cái này khỏi bận cái gì, ở trong cũng đẹp. Nhưng mà phông nó không to nha. Cái này có khoảng 55-65. Trời ơi, cái này 65 kg bằng được luôn nha mấy chị. Lấy thì comment giùm em mã 65 luôn nha. Hoa nó ở ngoài là màu xanh á. Hoa nó ở ngoài là màu xanh. Váy mặc hết rồi Bùi Hà ơi. Váy em mặc hết rồi chị. Hoa xanh nha, mã 65 luôn. Linh Nguyễn gì nãy giờ không có bỏ cái đó ra nha. Ok là để. Ồ, ok là để. Cái váy xanh này đẹp quá à. Nhưng mà nó 60, khoảng 6, trên 60 kg bằng mới đẹp nha mấy chị. Ủa, không phải không? Hoa dây xanh là trên 60 kg luôn nha Mạo Salem ơi. Tao thấy nó rộng lắm không? Ừ, em thấy nó rộng. Nhưng mà từ cái là nó dây ngoài sao dây chéo đẹp lắm. Chốt cái đó cho mèo hoa mèo Salem. Cái này về bản cái áo cũng được. Ừ, mà em thấy khỏi bản áo cũng đẹp. Sexy. Sexy dữ không? Trời ơi, ai trung niên thì hốt ngay nha mấy chị. Size này là size bao nhiêu ký đây? Đầm này là đầm suông. Không phải suông đâu, nó có chiếm eo chút xíu nè. Cái này có khoảng 55 kg nha. 54-55 kg gì đó. Lấy thì comment giùm em mã 55 luôn. Thôi, đầm đen đi. Đầm đen nha. Trời ơi, đẹp lắm mấy chị ơi. Ở dưới là một lớp nha. Ở dưới là một lớp. Có cái quần tới đây nè. Nè, lót cái quần quấy ở trong tới đây nè. Vậy thôi là không lấy à. Vậy thôi, gì xả ra. Xả ra đi không khác mình la. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là đầm đen đi nha. Đầm đen đi. Form này có khoảng 55-56 kg gì thôi nha. Đầm đen. Eo 80 không? Khải Nhung một cái đen nè. Thấy Khải Nhung nè, em thấy Khải Nhung, Khải Nhung đen nè. Ngày mai em điện thoại chốt đơn, mọi người nhớ vui lòng nghe điện thoại giúp em nha mọi người. Để em coi cái này mặc thì sao. Rồi trời ơi, ở dưới này nó cách điệu nha. Ở dưới đây nó cách điệu 2-3 tầng nha. Đừng có sợ nó bị gió lộ gì cho. Không suông dành cho mấy chị trung niên nha mấy chị. Cái này trung niên nha. Trên 60 kg hay lụm cái này nha. Lấy thì comment giùm em là tầng đi, nó có mấy tầng nè. Comment giùm em mã tầng nha. Rồi cái này là trên 60 kg hay lụm cái này nha. Tầng nha. Tầng. Trời ơi, hồi nãy giờ không có ai lụm mấy chị 60 kg giọt ra hết rồi. Bây giờ tới cái lô đầm lớn. Hồi nãy thì đầm nhỏ không? Chị Quỳnh Hạnh có cho chị coi giới rồi. Chị Bùi Hà Quỳnh Hạnh có cái gì ta? Có cái gì chị Quỳnh Hạnh? Coi cái đó không? Sao chị ký gì vậy? Chị hả? Ừ. Cái này 60 kg, trên 60 kg bằng đẹp lắm nha. Bằng vô sang lắm mấy chị. Có 95.000 nè. Không ai tin mấy cái này, mấy chị bận đi tiệc đi nhà hàng có nói 95.000 đâu. Mấy giờ Ngọc? Chưa 9 giờ. 8 rưỡi không? Hơn. Hơn hả? 9 rưỡi em ợp nha. Em ợp nha mấy chị. Em like mà không có ai xem giận hết. Ừ. Đơn nào mà trên 500k hoặc gần gần đó là bữa sau cọc cạc Vina giúp cho em nha mấy chị. Cạc Vina 50k không? Đây là một cái set để em coi size gì nha. Set thanh sở nha. Rất là đẹp. Size này là size F thôi. Mang tiếng xe ép nhưng mà cỡ khoảng 47 kg bằng đẹp. 47 kg bằng đẹp. Chỗ này là ở ngoài bận không? Em bận gì miếng không? Thí Nguyễn lai bắt cách không hề gì. Sao? Không hiểu. Dẹp đi. Chết mẹ. Mà bắt cách làm sao nữa. Ủa, chích cha cái sợi dây vàng này trong cái đầm vàng nè. Bà Nương lát nhân dịch cái chuỗi nè.
làm năng mặt hết rồi Vinh Nguyễn ơi. Rồi ai thấy cái set đen CF này, tầng của Quỳnh Hạnh nè, chị Quỳnh Hạnh một lấy một cái tầng nè, 95k. Set đen không ai lấy, để mà em bận luôn. Đây cái đầm này phó như danh nhân của chị đi, tôi like cho nó nói tôi phát cách chết luôn. Rồi ai lấy thì comment cho em là lấy nha mấy chị. Đúng rồi em ơi, không biết sao nó xe nhỏ, xe công sở xe nhỏ nữa. Đây, cái này tiếp tục một cái xe nhỏ nữa, xe S nữa, này có khoảng 45kg thôi nha. Ai lấy thì comment giùm em mã 45 luôn. Quần của nó là quần ống rộng, không phải ống rộng đâu, ống đứng, đứng là rộng nha ha. 45kg lấy comment giùm em mã 45 luôn. 45kg thôi. Mấy cái đẹp nó xe nhỏ thôi, kỳ cục. Hết nhạc luôn hả? Mới tắt là để khi mất rồi. Trời ơi, bây giờ em hết thấy mọi người nữa rồi. Rồi tiếp tục một cái quần nữa nè, lại là size nhỏ. Ô cái này size S nữa, tiếp tục size S nữa, kỳ cục. Ủa cái này giống cái hồi nãy mà phải không? Đúng rồi, cái này là cái bi á, cái quần set bi á nha. Còn đầm á chị Bùi Hà ơi, mà em lụm cái tay em lụm được cái nào em like cái đó. Size S nha mấy chơi. Size S nha, ai lấy thì comment giùm em là bi đi nha, bảo bi nha, sang nó là size S thôi. Còn khoảng 4 mấy ký, 47 48 ký á. Đây, 47 48 ký nha, size S. Lấy thì comment giùm em BS. Mấy cái set công sở đẹp. Trời ơi, lai chim cắn rùa. Nó lại quá. Dạ, từ từ chị Quỳnh Hạnh á, từ từ em lên liền. Trời ơi chết rồi, set nhỏ xuống này ôm bỏ tẹ luôn. À. À. Dạ dạ chị Thúy Nguyễn phá cách ngán hả? Cũng thao chị, tại vì nó phối màu á. Nó phối màu á, 47kg vừa nha Nguyễn Thương ơi. 47kg vừa cái đó nha em. Có đầm đúng không? À, cái chồng này có đầm. Đó. 47kg vừa, Nguyễn Thương có lấy thì comment giùm chị Bảo Bi nha. Zoom. Sao nhạc bị rớt? Cái zoom này sao mặt sao không hiểu đâu. À, đó. Đúng rồi. Cái này là mấy chị buộc ngoài sau nha ha. Buộc ngoài sau đây che cái dây áo của mình lại ha. Ê, cái đầm đẹp bạn. Cái chum đẹp lắm. Lấy thì comment giùm em mã chum nha. Cái dây này buộc ngoài sau gì nè mấy chị. Mai để em mấy cái chân váy tách xét. Đó. Ai vậy? Vâng. Rồi thấy chưa? Mã chum nha, lấy thì comment mã chum nha mấy chị. Cái dây này buộc ngoài sau gì nè. Là cái này nha chị. Cái Nguyễn Thương là lấy cái nãy. Rồi Nguyễn Thương là cái bi á. Nè chị. Rồi ok nha Nguyễn Thương. Ai lấy mã chum comment giùm em là chum nha. Chum này không có đâu, bán 95.000 đâu. Cái chum mà có một dây sao hả, trăm mấy không? 95.000 thôi. Lụm lòe đi mấy chú ơi. Còn váy nhiều lắm đừng lo. Mã chum nha, em tới mã chum rồi. Mã chum đó là size M á. Mã chum nó cỡ khoảng 50kg hay 50kg mặt đẹp. Mà nó có dây thun cũng đừng lo. Trời ơi, tiếp tục một cái size to nha. Trời ơi, Ngọc. Có bận thì trao mà kêu. Ôi, mẹ, mấy mẹ mà đi đám cưới bận là thôi khỏi nói luôn. Chị Mỹ Thu kìa hốt. Ai lấy thì comment giùm em. Chum bao nhiêu ký hả Thúy Nguyên? Chum 50kg, khoảng tầm 50kg. Rồi ai lấy hoa này chung đi nha. Hoa này là cỡ khoảng có dây kéo bên hông nữa nè mấy chị. Ô có nó có dây kéo bên hông nữa đừng lo. Cỡ khoảng 5 để em nhắm á. 55kg đi, 55-56kg gì đó. Có bụng cũng được, 55-56kg tại nó có dây kéo bên hông á. Đẹp lắm nha, ai lấy thì comment giùm em là hoa đen đi nha. Hoa đen. Nó có mấy tầng luôn nè.
mấy tầng luôn đừng lo. Đó, không có mỏng đâu. Đây. Trung niên bận đi tiệc rồi kia sao. Quỳnh Hạnh nhớ hả? Mờ nó rồi trời. Ừ, trên má chị nó cũng hơi mờ. Trời quá hả? Mờ quá ai cũng chơi chơi. Khổ quá. Hay là chị có đụng không? Không, không có đụng. Tại mạng á mấy chị thông cảm em, bữa sau để em thay mạng mới nha. Em thay mạng mới bữa sau nha. Giờ coi lại giùm em cái bông này nè. Coi giùm em cái đầm trung niên này đi, 56kg, 56, 57kg bằng đẹp nha. 56, 57kg bằng đẹp á. Trung niên, cái đầm này đầm trung niên nha mấy chị. Rồi hoa cho chị Mỹ Thu nè. Hốt cho chị Mỹ Thu cái này đi. Chim đồi hả? Chị không biết em ơi, có cái nào thì do cái đó lên là nhiều khi nó có chim đồi, nhiều khi nó chim chài nữa. Hoa đen chốt rồi, phải nhông em hết hoa đen rồi. Đầm này là một cái đầm thun nha mấy chị. Đây, áo này bận ở trong nha. Cái đầm thun này bận ở ngoài nè. Size XL nha, size XL nha mấy chị. Lấy thì comment giùm em là đầm đen đi, đầm đen suông nha. Thun, thun nhưng mà thun bao đẹp cho mấy chị luôn. Size XL nha. Mấy cái này đừng có lo, 60kg, 62kg bận được luôn á. 50 mấy kg bận được luôn á. Em hết hoa, chị phải nhu ơi. Dạ, nó mờ chị Thúy Nguyễn ơi. Không kém nha chị Thúy Nguyễn nha. Rồi ai lấy thì comment giùm em là đầm đen suông hay đen suông nha. Mã đen suông thì đừng có lo chập rộng gì cho nó là suông chị ơi. Đẹp quá, cái đen suông đẹp quá. Đen suông, đen suông, đen suông. Mã đen suông rồi, lên mã đen suông giùm em đi. À mấy chế ơi, mấy chế thích túi không? Túi giống gì nè, túi sai không? Em xả túi. Em xả sóc hàng. Ê, chị lấy hoa là cái hoa nào? Hết rồi, phải nhung hoa là chị cầm Mỹ Thu comment trước rồi. Đầm thun đen cho mẹ Salem nè. Đẹp lắm rồi mẹ Salem. Tiếp tục một cái hoa nữa nè. Ủa cái dây thắt nó đẹp nè mấy chị. Đây nha. Ơ cái này là cái gì đây? Cái khối gì kìa cục đi chơi. Cái gì mà tìm đã chết rồi. Ơ đỏ với vàng. Thôi mấy chị về tách ra bận đi. Thể lộ nè em không biết cái chân sao. Đây là một cái áo tim nha. Về mấy chị tách ra bận giùm em đi. Nó vô xét nè cho hiểu làm sao. Cái quần là cái quần lá hồi nãy nè. Ô cái này là cái váy. Đáng hồi ôi tiền. Cái váy đẹp lắm nha. Coi dây kéo nằm ở đâu. Đây. Đây là cái váy nha. Đi biển. Ngọc ơi, mình lấy mình bận với áo trắng đi Ngọc. Tắt nghỉ ra. Nhìn đây bận. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là xét chân váy đi nha. Xét chân váy, váy xéo thì... nha. Váy xéo đi. Áo đã bận với quần jean đi. Đây nè, cái này là thắt cái chân váy nha. Còn cái áo này mấy chị bận với cái quần jean cột, quần sọt gì lẻ đây nó cũng đẹp luôn. Còn cái này mua về thì tắt ra bận với cái váy trắng. Cái áo trắng, thun trắng gì cũng đẹp luôn. Rồi, áo tim. Vậy bận với quần sọt thì đừng có bận chung hai món này, nhìn thấy ghê quá. Nó khói vô chung không biết. Khói đường nào. Đây nè, nhìn cái chân váy của người ta không là ăn tiền nè, thấy chưa? 95k đó, quá. Trời ơi, có 95 ngàn, có ai tưởng tượng được đi biển. Mua đi sắp vô dịp lễ hội rồi. Tết là đi dạo Tết. Chị Niệm Lam nó vô. Không bán cái đầm nó đi ra luôn. Rồi nha, ai lấy thì comment giùm em là váy lá nha. Váy lá, váy lá. Cái đầm thành bổ nhóc người dần luôn nè. Ok. Rồi. Thôi đem tắt like bận hết. Khỏi bán. Ôi. Đẹp con chót luôn. Sao kỳ vậy, bị đứng comment rồi. Ai lấy cái gì comment tiếp cho em mấy chị. Sao tự nhiên bị đứng comment rồi. Cái này thì nhỏ thôi nha. Cái phơm này có khoảng 52kg thôi. 50-52kg trở xuống. Comment giùm em mã 52 luôn đi. 52-53kg trở xuống thôi nha. Cho xin chấm đi mấy chị ơi. Rồi hết thấy comment luôn. Comment cũng hết thấy. Mà mắt view cũng hết thấy luôn. Kỳ cục. Rồi nha. Rộng 52kg chị bận rộng. 52 cái chị bận rộng hả? Trời thật ơi, 52 cái chị bận rộng thì phải lên 54kg rồi đó. Mã này có dây kéo bên hông nha. Xả cho chị cái đầm trắng tay dài đi em, sợ nó nhỏ. Cái đầm trắng tay dài của chị Mỹ Thu hả? Dạ. Rồi rồi để em xả ra.
Rồi ai lấy cái đầm hoa này comment giùm em mã 54 luôn đi. Chắc 54kg dừa mấy chị ơi. 54kg đầm hoa này 54 luôn nha. Rồi chị Mỹ Thu lấy đầm nè. Cái này nha. Bỏ cho chị Mỹ Thu. Đúng rồi, bỏ cho chị Mỹ Thu nè. Rồi giờ để em xả ra. Nè chị dồn cái này cho chị Mỹ Thu luôn đi. Xin chấm đi mấy chị ơi. Đây nè, cái đầm trắng tay dài nè. Cái đầm này là cỡ khoảng 50kg nha, 50kg thôi, 50kg, 50kg không? Học được không? Được. 50kg nha, cái đầm trắng này 50kg, ai 50kg thì lụm cái cổ quá là đẹp luôn mấy chị. Cái đầm hoa đẹp quá à. Mà cái chân váy này cũng đẹp. Chân váy này bữa sau em kiếm áo trắng em phối vô. Bà lên nước mắt. Không có nhất. Có sợi dây buộc nó nha mấy chị. Đây dây ha. Rồi ai lấy cái đầm lá này comment giùm em lá đi nha. Đầm lá nha. Cái này có khoảng không? Trời ơi, cái này có tất cả đều có dây kéo bên hông hết nha mấy chị. Dây kéo đĩa gì có hết nha. Rồi cái đầm này là 54kg. 54kg bạn đẹp nè, 54-55kg bạn đẹp nha. Lấy thì comment giùm em mã lá đi nha. Lá 54-55kg bạn đẹp. Rất là đẹp. Cái đó có nút dài không? Không có nút chị. Nhưng mà nó kín nó không sao đâu. Nó kín lắm, nó sẽ sâu lắm. Mã lá nha. Lấy thì comment giùm em mã lá nha. Đẹp quá. Sống ngay comment luôn trời. Lá Đặng Lan có quan. Chị Đặng Lan một cái lá nè, Đặng Lan cho em xin số điện thoại nha chị Đặng Lan. Xin số điện thoại liền đi mấy chị ơi. Cho dòng địa chỉ luôn kèm theo. Dạ, cho dòng địa chỉ kèm theo. Rồi nha, đầm suông nha, đầm thun nha. Ai lấy mã sọc comment giùm em sọc nha. Đầm này phân suông nha, cỡ khoảng 50kg. 50kg trở xuống bạn đẹp nha. 50kg ha. Sọc nó là chất khung nha mấy chị. Khung, khung. Chín giờ chưa bác, chín giờ thôi. Chín giờ. Trời ơi. Nói như chóc đi. Chóc đi. Hết thấy ai comment rồi. Ừ sao không thấy chị này nói. Em bị ẩn comment hay sao? Kỳ quá à, không thấy ai comment. Bữa sau để em thay mạng đi. Em thay mạng rồi em like tiếp nha mấy chị. 47kg vừa không chị? Đặng Lan hả? Đặng Lan cái lá đó 47kg rộng nha. Sọc 50kg trở xuống mặt đẹp. Sọc là 50kg trở xuống mặt đẹp nha mấy chị. 47kg bằng cái sọc rất là đẹp luôn á. 47kg bằng sọc bao đẹp. Comment này giống như chị Hòa đọc cái chá. Lá xong rồi luôn. Lần này xong. Cái này có dây buộc, buộc lại giúp em nha. Dây kéo nữa nè. Cái này nhiêu ký ta? Cái này rộng nè mấy chị ơi. Thôi cũng rộng thôi, có khoảng 55kg á. 55kg nha, ai lấy comment giùm em hoa đỏ 55 nha. Hoa đỏ 55 chị không thấy mèo ơi. Hoa đỏ 55. Cũng có thấy ai comment hết trơn á. Thấy mấy cái dòng nào mà chữ dài dài thì thấy, mấy dòng mà chữ ngắn ngắn mà không có thấy gì trơn. Hoa đỏ 55kg, ở ngoài nó có một cái lớp von lưới nha. Ở trong là lớp lót, ở ngoài là von lưới nha mấy chị. Nhìn nó 3D. Đẹp lắm, nhìn nó giống 3D, nó dạ dạ. Của chị nó cũng đang lên cái này. Có ai lấy cái sọc không? Cái sọc Đặng Lan. Đặng Lan có lấy cái này, lấy thì cho em số điện thoại nha. Cái đầm lá thì đẹp như chốt. Bùi Hòe. Mấy cái tươi sáng hồi nãy sắp lấy hết rồi. Á, có cái đầm xanh này nè. Đầm xanh này mà phông to nha chị. Đầm xanh lá này cũng còn có một cái. Hồi nãy cái kia sắp lấy luôn. Sao kỳ ta, sao em lại không thấy.
Đầm xanh này là phom suông nha, có sợi dây buộc nha mấy chị. Phom suông nha, ai lấy thì comment giùm em mã bao nhiêu ký dừa. Rộng mà, phom suông rộng mà. Cái này 60 ký dừa luôn nha. 60 ký nhỏ nhỏ cũng vừa, 60 ký cũng vừa, tới đâu thì mình buộc vậy tới đó ha. Vé sau lưng 58 ký, cao 1m58, vé đỏ vừa không. 58 ký 1m58 vừa quá chị ơi. Vừa đâu Ngọc ha. 58 ký ôm bụng quá chị ơi, nếu mà chị có bụng là nó bị ôm bụng đó nha. Cái váy này đẹp á là cỡ khoảng 55 ký thôi, 55 ký bận đẹp nha. Nha chị đề tắt DTH thôi. Tặng Thiện Huế. Chị bị văng like của em nè con. Rồi nha, váy xanh ai lấy mã xanh, còn bây giờ váy xanh 60 kg bằng cũng vừa. Mình nhỏ mình buộc eo tới đâu thì tới đó nha mấy chị. Em apply ở đây nha, bữa sau để về set mới thì em like tiếp nha mấy chị. Apply vô trang của em, chị bị đá rồi con. Em apply ở đây nha, mọi người có thích cái gì thì chụp màn hình lại cho em nha. Bye bye, chào mấy chị.